cù bình mình bọt vẽ à bìa bì bìa nông kìa có lý dục bọc bấm khai mạc rá bì bón mập hay mùi bà ớ nị dây bì chì vật đầy bà bốn vì chưa rương thò mặt đà khăn ná xâm rạp chì vật mân hụt tù tử tái xâm rạp khá nhóm năng phẹ đầy dìa vì chưa rương mân thò mặt đà bê khlác khiếm kết thà châm lái ra hốt chặt tục thà tê và đạp xóm phục cúng rứ cú bình tiệt phòng. Khiếm cú chặp đàm bì châm nọc thà tá khiếm nâng phẹt dì xóa khní nâng chụp khní đòi rộ biếp ná. Cú tù tía tay anh tay tù tía ai khiếm thà cú bình rộ bọc khiếm nơi krom xài tật hồ chì rộ biếp nì dì nây nẹ đà rù nơi tam đoàn tuần lê mê cống miên nây thà phẹt dìa khnhóm nâng miên tì lùm nới krom cha ron tật hồ. Tại phụ tùy tù vĩnh, phẹt dìa khnhóm bay chì miên tì lùm nới lờ cha ron tật hồ tù vĩnh. Priệp thiệp phù mạ xa nây phùm, piêm có xa ná, khùm piêm có xa ná, sọc tương trắng, đá chì phùm công nà rộ bọc khnhóm nâng phùm rô ca khăn áo, khùm rô ca khăn áo, sọc cổ chú má, đá chì phùm công nà rộ bọc phẹt dìa khnhóm nơi mạc hàng tuần lê mạ nét khơn thà. Phùm khnhóm nơi krom xài tức nơi phùm phẹ rìa khnhóm bấy tờ 5 km ảnh nọ. Bên ít khnhóm nị dê đo rương rào đã bán cát khnông tùm nẹ tùm nông rồi viên khnhóm nâng phẹ rìa khnhóm. Nơi bảo mán đam chân nà mùi bọn bảo bồn rồi chất sập bấy, ông cập hiệp bảo bọc khnhóm trở bàn bình chún chênh bì sọc mê mốt tờ càn sọc tù bồn khmúm tàm đoàn tuần lê mê cong. Miền khùm chì rố, khùm bằng prúl, khùm piêm chì lén, khum thmo pích, khum srai xiếm, lạ. Bần tốt bị bàn bà yốt nơ lơ xa mò rô phùm chì chà ràn tàm phá lợi chiệt lê bàm pí. Khăn nông dân lọc sọc xa nuôl khát kra chè, mộc sọc mê mốt nâng sọc bình nhiệt kài khát kông bông chám. Đại bụng khăn nhóm bà yốt phía chà ràn chì mùi con tốp chà liên biên Việt Nam kháng thơ bông. Nâng bê khá chì mùi con tốp Amerik nâng Việt Nam kháng thơ bông. Xâm khán, khăn nông chân nam mùi bọn bạm bồn rời chất sắp đòi chồng chân nam mùi bọn bạm bồn rời chất sắp mùi. Bên nút khăn nhóm tớp tại ai dụ bàn mà phê mùi chân nam. Ai phẹ rì dìa khăn nhóm tớp miên ai dụ đọc bạm bồn chân nam bồn nọc. Khăn nhóm nâng phẹ rì dìa rồi bọc khăn nhóm mân đai xa qua khăn nhiệt toàn tại sao. Công tha lái mộc mô hạt xôm bay tại chmú có mân đai xa qua rứ lư phòng. Lần nghiết thằng ngày mùi nơi bê đặc nhóm công phong đam bài đài chìa vến đam xa lô rộ bọc nhóm. Sẽ rạp tại dụ tạch chôn rộ bọc nhóm mà nè đại tớp nâng chênh bì phía ba chung ngữ nơi môn tì bệt sọc cổ chú má. Mộc bạp nhóm thà, sáu bà đam xua sọc tục. Nẹ tam đoàn tuần lễ bịa thà sáu cư chế bóng thay xây. Nhóm mân tọp to rư xu nôm ở vầy tiếng ọ. Nâng ao dự tự chân rụp nít chui chất phái chê bụi trời phơ xâm lo bà há phái chê. Sài lãng, miên dự tự chân xếng đại tớp chanh bì môn tì bẹt sọc cổ chú má nì dê rương nì đôi khí nì. Nâng chìa bần tòp miên dự tự chân ca ma phí ba căn tài trả ấn nì dê bịa sao bà đam xu sọc tục. Châm nái khang phẹ rì dê khá nhóm có ban tự tuôn bịa bì dự tự chân rộ bọc nhóm vinh thà. Mế bằng chìa ca rồi bọc nhóm bà đam xua sọc túc nẹ cổ rụp bệt. Rồi hốt dốt tư chân khá hiên bà bịa sao rư bóng thả lấy. Đại bịa nít bàn phơ aoi nẹ cổ rụp bệt cổ móm khăn nâng khá nhóm giang khá lăng. Ní chi là bà anh xong cùng đồng miên cổ thân nạ xâm rạp vị này còn tốp nìa bê nụ. Bà sẵn bà dương mần miên ca dốt dốt bì mê bằng chìa ca rồi bọc dương tê nụ. Chi cổ xo là ổ khá nhóm tay anh ta miên mê bằng chìa ca bà cọp đòi mê ta thò. Khănông nũ miên mà nẹ chứ mua sọc sở rươn. Bà chạp bón chìa nìa đồng sinh nấy nâng chìa ảnh nụ rõ lý khá thị ca cổ xuống ca bìa chịt. Quát chìa mà nụ xâm khăn mà nẹ đã đăng rương ra khănông tùm nẹ tâm đoàn rô viên khá nhóm nâng phẹ rì dìa khá nhóm. Ai khá nhóm có đăng rương ra quát tràn đài khănông rương quát chìa cầm lọt chắc trong bàn bà bôn khá mềm. Thằng ngày tì mà phấy bay khai mị nía chân nam mùi bòn bà bôn rô chất sập bấy. Miền ca bà yút trông trê thông mùi đâm bay ọp ọ xa tố khuộp lực tị bấy nê thang ngay băng cát ở rà nạ xê rụp rùm chiệt Campuchia đặc nòm đòi xâm đách bè nô rô đòm xây hạt nụ. Bụi dưỡng bàn vì ấy bằng tí tình lệ bật đạt ông gặp hiệp rô bọc nhóm krom bằng chìa rô bọc bòng pro sọc sở rướn trời vì ấy bị tức kháng trường đài bê ní cứ chìa đâm bòn cổ spiên kì xô nà dưỡng chanh thông ngộ rô hốt bạ tọp.
យុទ្ធជនមួយចំនួនពលីជីវិតមួយចំនួនទៀតត្រូវរបួសដែលបងប្អូនទាំងនោះត្រូវបញ្ជូនមកព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកក្រូចឆ្មាដែលជាមន្ទីរពេទ្យកំពុងមានបញ្ហាជាមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធជប់ថ្ងៃទី23ខែមិនិនាឆ្នាំ1973គឺជាលើកដំបូងហើយដែលខ្ញុំវាជាមួយកងទ័ពខ្មែរគ្នាឯងតាមនយោបាយខ្មែររូបនីយកម្មសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា បន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងវៀតណាមខាងត្បូងដកកងទ័ពថ្មើរជើងចេញពីកម្ពុជានៅតែបន្តវាយកម្ពុជាតាមកងទ័ពជើងអាកាសការប្រយុទ្ធរាប់សិបលើកមុនគឺវាជាមួយកងទ័ពឆ្លៀនពៀនអាមេរិកពិសេសគឺកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងដែលបោះទ័ពតាមផ្លូវជាតិលេខ7ម្ដុំស្អំអំពុកក្រែកឡានៅពេលកម្មាភិបាលយុទ្ធជនមួយចំនួនកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលរបួស នឹងជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្រុកក្រូចឆ្មាក្នុងឋានៈជាមេបញ្ជាការរបស់ពួកគេខ្ញុំត្រូវទៅសួរសុខទុក្ខពួកគេពេលចូលដល់មន្ទីរពេទ្យដែលនៅជាប់នឹងមាត់ទន្លេមេគង្គខ្ញុំដើរសួរសុខទុក្ខយុទ្ធមិត្តដែលសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ដែលមាននំអន្សមចេកចែកជូនពីម្នាក់ស្មើស្មើគ្នាដែលគ្មានការរើសអើងអង្គភាពចុងក្រោយទើបខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខសម្លាញ់ខ្ញុំម្នាក់ដែលរបួសជើងទាំងសងខាង ដែលខ្ញុំបានអូផងលីផងយកចេញពីសមរភូមិនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិនិនាឆ្នាំ1973សម្លាញ់ម្នាក់នេះកំសត់កំររជាមួយគ្នាតាំងពីសមរភូមិទី1វាយតបអាមេរិកនិងវៀតណាមខាងត្បូងនៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ1970ដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃការចូលមកកាន់កាប់ផ្លូវជាតិលេខ7ពីសំណាក់កងទ័ពឆ្លៀនពៀន គាត់គឺជាមនុស្សកំប្លែងស្ងួតសម្លាញ់ខ្ញុំមិនត្អូញត្អែរជាមួយមុខរបួសរបស់គាត់ទេគាត់បែរជានិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាប៊ូណាល់ហ៊ុនប៊ូណាល់ជាឈ្មោះដើមរបស់ខ្ញុំនិងហៅក្រៅថាសែនពេលនោះខ្លះហៅសែនខ្លះហៅប៊ូណាល់ប៊ូណាល់គ្រូពេទ្យរ៉ានីពិតជាស្អាតបើឯងមិនត្រូវការទេទុកឲ្យអញដណ្ដឹងយក តែប្រហែលជាទៅមនុស្សទេបើអញខ្មៅយ៉ាងនេះដូចក្អែកពំពងមន់ហើយព្រោះរ៉ានីសស្អាតណាស់ពេលឮឈ្មោះរ៉ានីខ្ញុំក៏សួរថារ៉ានីនឹងជាអ្នកណាគេសម្លាញ់ខ្ញុំឆ្លើយភ្លាមថាក្រែងនារីដែលឯងស្រឡាញ់នោះអីបន្តិចទៀតគាត់មកលៀងរបួសឲ្យអញហើយចាំជួបគ្នានៅនឹងហើយខ្ញុំជេរសម្លាញ់ខ្ញុំថាអាឈ្កួត ដោយប្រញាប់ឆ្លងទន្លេពីឃុំក្រូចឆ្មាដែលជាទីតាំងមន្ទីរពេទ្យទៅឃុំពីមកោះស្នាដើម្បីសួរសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារដែលបែកគ្នាជាង3ឆ្នាំមកហើយនោះខ្ញុំក៏ប្រញាប់ចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យដោយមិនទាន់ស្គាល់មុខរ៉ានីយ៉ាងណាផងហើយក៏មិនចង់ស្គាល់ដែរព្រោះខ្លាចមានរឿងនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះនារីម្នាក់ ដែលក្រោយមកបានក្លាយជាភរិយាខ្ញុំរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះហេតុតែនិស័យខំប្រឹងកិច្ចវេះទោះខ្ញុំត្រូវរបួសផ្លូវដោយអំបែងគ្រាប់ផ្លោងក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1973ក៏ខ្ញុំមិនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកក្រូចឆ្មាដែរខ្លាចជួបមុខរ៉ានីនេះតែពាក្យចចាមអារាមកាន់តែធំទៅធំទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំរងក្តីអាម៉ាស់ប្រឈមនឹងបញ្ហាវិន័យកាន់តែខ្លាំង ចំណែកខាងរ៉ានីវិញកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងខ្ញុំទៅទៀតព្រោះនាងជាមនុស្សស្រីបើមិនរងខាងវិន័យទេគឺមានផលប៉ះពាល់ខាងសិលធម៌ដែរមនុស្សប្រុសស្រីពីរនាក់ហើយសុទ្ធតែក្រមុំកំឡោះដូចគ្នាមិនដែលស្គាល់គ្នាតែមានការគិតដូចគ្នាគឺខ្ញុំបានស្នើសុំមេបញ្ជាការរបស់ខ្ញុំបងសុកសរឿនដើម្បីទៅជួបដោះស្រាយផ្ទាល់នៅស្រុកក្រូចឆ្មា ប្រហែលពីថ្ងៃក្រោយរ៉ានីបានផ្ដាំតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវពេទ្យនៅសមរភូមិឲ្យខ្ញុំប្រញាប់ទៅកាន់ស្រុកក្រូចឆ្មាដើម្បីដោះស្រាយការយល់ច្រឡំនេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពេលព្រឹកពេលរសៀលខ្ញុំជួបបងសុកសរឿនមេបញ្ជាការរបស់ខ្ញុំទទួលសុំគាត់ឲ្យជូនខ្ញុំទៅស្រុកក្រូចឆ្មានាពេលល្ងាចនោះតែម្ដងដែលយល់ចិត្តនាយទាហានថ្នាក់ក្រោមដែលជួយការងារគាត់យ៉ាងច្រើនលើការងារ ហើយប្រហែលជាគាត់កំពុងស្វែងយល់ចិត្តនឹងសាច់ញាតិនារីម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ផងដែរនោះបងសុកសរឿនក៏សម្រេចចិត្តភ្លាមហើយចេញដំណើរភ្លាមដែលដើមឡើយទាំងគាត់ទាំងខ្ញុំគិតថានឹងត្រឡប់មកវិញទាំងយប់
dưỡng tranh đầm nà mong bà hai chết bầy lần nghiệt vì không bằng bà rùa sọc bìm chì lén tơ không cổ chú má sọc cổ chú má đòi một tô hông đa xe al cài sập. Xong bình chạy thà cà rào chân nà mùi bòn bà bùn rồi chất sập đồng bòn rụp đó nìa khai cầm phong chám trai khẳng cao tuần lê mê cống cư dịp này mùi nê phù mập hiệp bộ bia tư bì rồi bầy. Đồng bòn đặc nhầm ở rùa nới cư đồng bòn mà phây mùi đà nơi khẳng chương phá lời chết lệch bàm bì. Rì ai khẳng thập bồn phá lời chết lệch bàm bì cư chia đồng bòn mà phây. Khai cầm phong chám trai khẳng lệch chế phù mập hiệp bầy rồi buồn đào dọc tuần lê mê cống chế prung prô tô lợ rô viên phù mập hiệp tàng bì bì rồi bí nâng bấy rồi buồn. Xem rạp đồng bọn mà phây mũi bàn bằng cách sọc bì bằng thàm cư sọc tật chế rớ nâng sọc bìm chỉ lén khăn ông chân nàng mùi bọn bàm bùn rối chật sập bầy. Cả rồi một tiết bằng cách sọc mùi tiết miền chú thà sọc trầm mồn. Khúng bằng bùa đã khăn ông chênh đầm nà tật càn sọc cổ chú má. Thách khăn ông sọc bìm chỉ lén đã trái thua đầm nà bàm mán bì móng tớp đòl môn tì bẹt. Đã miền tì tăng nơi khôn cổ chú má đã bụi dương tật đòl tì nút môn móng bàm lần nghiệt. Này khá nhóm bằng rộng mơ, ta ở nơi rì mùi nà tới chú mùa rà nì, bần tái mình khơi xót. Bà hai cần làm mong cài mốt tựa thân nạ đặc nò mình tì bết nâng sân cùng một cách sọc bàn ảnh chướng dương hộp bài. Khá nhóm ọt school cụ bết chìa nơi rì nơi mình tì bết sọc cổ chú mà tì. Cụ bết lược bài xâm lò mộc, khá nhóm lùi mơ mục nâng sập xù bà thiên mình tì bết thả. Ta ở mùi nà chú mùa rà nì, bà thiên mình tì bết cổ vi các bá thả ọt miền nơi tì nì tì. Cảm ơn bài rối các nhóm bàn xong mê bằng chìa ca rồi bọc nhóm tới xua sọc tốc bóng chìa đồn mùi rồi bọc nhóm đã nơi mình chẳng ngay bì mình tì bẹt. Mong bà màn bàm bì giúp các nhóm bàn vừa trở lọc một vinh. Các nhóm làng đã lưu bà tè khơi nơi rì mình nét công phong ổng côi mục chân kiêng bình cát đã các nhóm mơ tới sọt tè chìa về chạy bình chìa xâm rạp chìa bàn ai nẹ chùm ngừ. Đòi mình khơi mê bằng chìa ca rồi bọc nhóm các nhóm có xua tờ can nơi rì nụ thà. Bọn xe rây, ta mê bình chìa ca rồi bọc nhóm quát tờ nà hơi. Châm lại rồi bọc sập hiệp nơi rì rụp nít to mộng bình thà, quát tờ mọt tần lê hơi. Mình ọ chất nhóm có xua quát mùi xâm nụ tiệt thà, ta nơi rì chmua rà ní nơi bê ní nơi ả ná. Châm lại tọp đòi sập hiệp thà, rà ní tới đoàn tật bạc hơi. Nhóm có cho một rộng tè vinh, nông bọc nón đa tờ rốt mê bình chìa ca rồi bọc nhóm. Lù chọc một đòn cọm, các nhóm bàn chuộc chữ mũi cụ bệt mà nét đã thu lọc sọc khí, bề đã quát tờ bà chạm cá nơi xa mò rập hùm, các nhóm có xua quát thà. Nê rì chú mùa rà nì, bề ní nơi ả ná. Bọn bọc cụ bệt đài miền ả dụ chả ràn chiên các nhóm bà hài đọc chân ám chả lời tọp thà. Nê rì đài sàn ai xua lưu bà tê ẩm bánh mình nụ hơi chìa rà nì. Bọn tốt bị đăng thà, nê rì đã thu lọc miền bánh hà chữ mùi hiến phút khá nhóm nơi bê ni tiết vừa ở khá nhóm căn tài khẳng. Bê ni rừng chả rừng thơm mấy trao tài tu tọt bằng chí nơi dục ni. Tạm vật khá nhóm mơ mục rà ni ọt chạp bà tê, đòi mơ bị kraoi, bù rà ni công phong xa xê đòi bình lưu chân kiến bền cạt. Mong phạm bầy giúp, ca bà chung đo xa rai bàn mộc đòl. Phía kỳ kháng xa rai miền bà thiên nâng ảnh nụ bà thiên mình tì bẹt xa rọc. Xa mây khluôn kháng xa rai cư rà ni. Nâng mật xây rồi bọc gọt mà nẹ tiết đa chìa cụ bẹt cổ mống đôi khả nìa. Kháng phía kỳ khả nhóm miền mê bằng chìa ca khả nhóm nâng rụp khả nhóm chìa xa mây khả luôn. Mình tì bẹt bàn kral cần tèl cổ hòm bí nâng chừng kiêng bền cạt bí đại dương ổng cúi tôl mục khả nìa. Khả nhóm ổng cúi bọt trường, mê bằng chìa ca khả nhóm ổng cúi bền phần nền. Nơi bèl ổng cúi rụi hái dụ vẹn nè rì bì nẹ bàn mục đòl, hái ổng cúi bọt trường, bê nút khả nhóm chăm bằng chìa bạc thà. Mùi ná chìa ở rần ní khăn ông chầm nàm dụ vẹn nè rì tăng phì nẹ nụ. Bồ bê khăn nhóm xua bì kà bà bồ lúc, khăn nhóm mân bàn khơi mô kê chà bà tê. Bần tích rai mốt tư khăn nhóm bàn sko ở rần ní chà bà. Bê nụ ả rõm rõ bọc khăn nhóm có chạp chật sở lành kê phà liềm. Khăn nhóm miên ca sọc sở đái hai kết khăn ông chật thà. Bà sân bọt đăng thà niên sả át giang ní. Mân chạm bạch mọc đọc sở rai thơ với. Xong sở đầy đần đăng dược thơ chìa bà bôn tay mọt đón. Bà hai chìa là ọ chiêng. Khi nhóm sợ đại đại thật lọc chế sợ đại ai dụ tự chân đại chuối xong phát cùng khi nhóm chư mũi rà nì. Lớp bì nít khi nhóm có thật lọc lùa chế rà nì đại. Bì xét cà rào bê bà chung mặt đón đại thân hạ lơ nì dế bằng chất bằng chiêng rương xa là thó.
đại thờ ở khiếm chư chật khơi phím sở lành phím rừng ní mân thơ lọp miên sắc nông chi vật cầm lọ rộp bọc nhóm ta trời sở lành sở sập hiệp ca bạp ná phai nạ ca bị các bạn bảo lúc chăng tu tọt bằng chi tiền chạc tiền thông mấy trái ba chùm nuốt đại biệt xong tốt chùm nuốt dư tự chân nâng bảo ôn sở lành nhóm bì nè đại thờ lọp bàn hà ở rành ní tha chi bọn thơ lấy đại thờ ở rành ní khôi chùm mùa đại bồn miên chùm nông sân này chùm mùi nì rì nà nơi lấy khiếm kết khăn nông chật thà trời tại dọc rành ní mất phương chi phẹt rì dí ở bàn ở với đại chi khá đây bà rộm rộp bọc nhóm ta rành ní sở lành nhóm bồn tự tuôn dọc nhóm chi sva mây rư tế nâng thà ta rành ní miên bồ rò nà khăn nông chật niên hai rư nớ nơi dục nút nhóm khai chi mô nút đại chê nì dây phút đại prap mê bằng chi ca nhóm thà mô tô dưỡng mà xin đà mần sơ rùl à cuối co mần sơ càn phương thơ đầm nà tiền giúp ai khôi tạm phần cóp chuôn bê nút mong chất đọc dục tờ hời mê bằng chìa cả nhóm có dôn prôm đại xong bà thiên môn tì pết xâm rạc mùi dục môn tì pết có riêng trong phim phim ở dương tiền bì nẹ xâm rạc nơi lưu bà tết đại dương bà chúng đọc xài nụ tài mạc đồn mà nực xâm màn đọc thà bà tết đại dương xâm rạc ní chì bà tết đại ràn ní nâng mất nê ri rô bọc quát xâm rạc nâng thua ca nơi khăn ông bà tết ní đại rướng đại hùa bì ní cư ràn ní bàn dọc hồi bí mật ai mê bằng chìa ca khá nhóm. Mê bằng chìa ca khá nhóm dọc hồi muối bò bà ca chút hái bà côl ai khá nhóm hồi bò khiêu. Đại cao riệp cá tớp đăng tha hồi đại khá nhóm đàn đắp chìa hồi phẹt rì khá nhóm. Đại bê nút dương bàn đàn đắp hồi cụ bẹt cờ mồm hái tốc ai bụ cót đàn đắp mùng. Tà ní chìa ca riệp cho mà bò tê và đà rứ. Mệt mình toàn phá lưu cho bạc phóng, khá nhóm lưu xâm lên bọc ổng cò. Khá nhóm không át mơ khơi như rằng ní nâng mất ở bọc quạt cho một khai mà rá, công phúng bọc ổng cò. Mệt bình chìa ca khá nhóm prap ai khá nhóm riêng cho một tố đâm bay chanh đâm ná ở toàn bề bực. Khá nhóm bọn ai tại một tố khôi đâm bay ba nị dế chứ mùi rằng ní. Tại vì mình tam chất chân rồi bỏ dương tì, cứ thẻ tại một chướng một tố chạy phá liềm. Nhóm không rộng vì thi làng cho phát tiết bàn bị đòn, muốn tranh đầm nà. Đào trong cáo, nhóm bàn hai rằng này thà bòn mà đòn tiệt, đòi bà bịa thà lìa hai bòn sầy. Ní chia tùm lọp rồi bọc nhóm mình đại hào thà ồn rứ mất nề rì nụ lại. Cứ miên tại bòn sầy, miến, ôm sầy, dế, xâm rạp bà chì mùi mà nụ sầy. Rồi chân nàm mùi bòn bàm bùn rồi chất sập bún, nhóm tơ miên ảy dụ mà phây bì chân nàm nụ lại. Nhóm xong mình chạy thà về về lìa này các đo xe rai này bật bật là nơi đàm khai mỹ nế cho nàm mùi bọn bàm bồn rối chất sập buồn. Các đại khá nhóm xe lạnh ra ní cứ chỉ rừng bật. Hai các đại ra ní xe lạnh khá nhóm rư ớt chế bánh hà đại trời rộng vị thí đo xe rai. Các đấy xe lạnh nơi lư nơi ri mà nẹ các miền chỉ lướt đông bồn xâm rạp chi vật khá nhóm. Tại tuổi chi giang ná, các khá nhóm mình phát bí tu nế tì nâng phía cách rộng bọc khá nhóm đài. Ngày tỷ đập bầy khai mê xá, chân nam mùi bọn bàm bồn rồi chất sập bốn, chết ngay cho chân nam khám ai. Nhóm bàn chỉ liệt bề từ lên sọc cổ chân má, khăn ông bòm nón từ rộng ràn ní, đòi dược lệ thả, tờ xua sọc túc dột được chốn đài là công phúng chia ba chùm ngứ, nơi môn tì bẹt. Lúc tất đo môn tì bẹt, mần bàn khơi nhận ràn ní tì. Hái có mần hiền xua rộng thaym tiệt phòng. Nhóm chỉ một tô chanh bì môn tì bẹt đang ổ sang khâm. Dưới trái bằng to đầm nào từ cán khôn rô ca khăn áo, đầm bấy nôm bất khá nhóm mình nét từ xua sọc tục ở bục mặt đáy đài chỉ sắp công nát ở rộng bọc cột. Nơi bê đại khá nhóm cầm phúng thuốc đầm nào bàn bà hai bì km, có chút ra ní cầm phúng chi cân mình anh tạm lời. Khá nhóm có chút mô tô, ra ní có chút cân, dưỡng xua sọc tục khá nế đại bịa của xóm bà hai bây nế tì bằng nọc, hỏi có liê khá nế thuốc đầm nào từ tạm lời riêng riêng khá luôn. Tên khá nhóm, tên ràn ní cư mình bàn bằng hán cái vi ca nam mùi khóc vi ca thơ lọp chụp skol khá ní bì môn nụ tê. Nơi khai xảy hát cho nam mùi bọn bàm bồn rồi chất sợ bún, khá nhóm trời xoay anh dùl ở bán tên bì kháng thân ạ đặc nòm rộp bọc khá nhóm tên bì kháng ràn ní. Đại khá nhóm bàn thơ xâm ná xóm riêu cá chơi mùi ràn ní. Châm lai đại khá nhóm tự tùa bàn bì mê bình chìa ca rộp bọc khá nhóm cư dùl prom. Tại trời rong chăm rung đó bà tí bì rộp bọp lùn nol ở hai sân. Ai châm lại bì rằng ní cứ chân lại tọp tam nẹ nòm bìa quạt thà sạch lớ mai ừ.
Chấm lại tăng phí nít bắt đầu cầm lăng chất dàng khăn xâm rạp khả nhóm. Sẽ trái khả mai cài sập rộng bầy phía rồi hỡi đã chá lại thà sạch lơ mai ớ rứ chà tùm. Cứ miền này thà dồn bồm hỡi. Nơi khai tội là chân năng mùi bọn 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 rồi chất sập bún khả nhóm bàn chụp rắn ní đã chạy đòn bóng phót nơi xa phim chì lẹn. Tại chị ạ của xóa đã xa mất khả nhóm mình nhẹ sở vòng xá hỡi hào rắn ní thà sao. Rắn ní mình khăn tê tái phớ đối mình lừ. Tại xâm rạp khả nhóm cứ khả nhóm khả mạng rắn ní. Đối ní khả nhóm trời dô con chỉ đục mất khả nhóm mình nhẹ ní chanh tập tia mùi tiết chùm ngay bà hát pram rồi mát bịp xá tên cản đá phliền thật lẹ. Tục mất khả nhóm rụt hỡi khả nhóm có chỉ con cắt phliền mộ rộng rắn ní vinh. Tại cụ ở khu chất rụt dân đặc cồng cụ bếp ban chanh tập bạch ở hỡi. Chạp tăng bì bê nụ mốc rồi hốt khả nhóm thật lẹ khuôn bì cá. Khả nhóm mình đại ban chụp rắn ní tiệt tề. Tuộc bầy miền ở các cọ đòi. Nơi thường ngày tìm mùi khai mạng kà ra chân nàm mùi bọn 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 rồi chất sập rám khả nhóm có trời rộ bố xa má đá chì rộ bố lực tị bùn rộ bọc khả nhóm. Bề nốt khả nhóm kết thà nâng bàn ra ní mơ thai bà chìa bán rộ bố khả nhóm. Tại bà tôi tự vĩnh mừng tì bết xa mò rộ phù mốc bàn riêp trọng về dâu ẩm bàn cổ rộp chành nâng bàn tóp chìa bán nâng mừng tì bết đà miến tì tăng nơi không bằng bố xa rộp bìm chì lèng. Nếu bất thường ngày thì đập vào mùi khai mê xá chân nằm mùi bọn bọn bộ rồi chất sập rám khi nhóm trời rồi bột ngôn sân lọp rồi hốt đọt thường ngày thì mà phải mùi khai mê xá từ bàn đăng khuôn lăng vinh. Nếu bê đăng khuôn cứ phần này chơi rồi bọc nhóm bàn khoảng bạch tờ hời. Ai phần này sẽ đám mơ bàn bà vay bà hẹt đọc mẹ tài bọn nọ. Nếu bê nút nhóm có bàn đăng đại thà phần nông bình nâng bà tê tàng mũ trời bàn hồn đọc bì rồi bò rồi và à mê rịch. Bịa sở lãnh nâng bịa thay tòm đốt cây phần này xâm rạp khả nhóm cứ nì dây lên bàn hời. Bụi khả nhóm bàn bạch bằng cây phần này khuôn ánh rùi tờ hời. Tại bồn màn thang ngày bồn nóng, bị phốp lốt bàn prai bồn ọc. Bà chìa chốn trời chùm liếc chanh bì tì cỏng, phơ đồng nà ọt bài ọt tực. Khuôn ánh bà tốt khai chìa chôn bì kà. Hai ở vấy đã chư chạp bằng phót cứ bò rà miên để thà ra ní bàn rịp kà rùi hời. Chư mùi kàm mà phì bàn một bì phù mập hiệt. Nhóm khăn ra ní khăn nà. Nhóm điên niên tiền nì dây khăn khăn tiền khăn nông chất điên sọp cực tiền ốc tam chất khăn chồng. Ní chìa công hộ rộp bọc nhóm đài tờ tùa bò rộm miên khóc. Tái nhóm lên hiên sở lãnh ra ní tiệt hời. Mà giáng cứ nhóm bàn thơ chú rô lưu niên bòm mạt mẹ nghề niên. Nâng mà giáng tiết nhóm mân chăng nôm ca lũng bà ở niên đòi xa bị ca rập hiếp rộp bọc nhóm tì. Hời ở với đặc xong khăn chiên ní tờ tiệt nút. Ta rần ni sở lành khả nhóm prom dọc nhóm chia sva mây rưu tế. Bụi khả nhóm bàn thật lạc luôn bì ca bắt bóng xâm rõ bì thoa mà chia tờ hời. Mần tì bẹt xa mò rập phúm bàn bánh chú nô rục nhóm tờ can mần tì bẹt phúm một phía. Đại sát thật nơi khôm rô ca khả náu đại miên châm ngài bà mát chia bà mùi rồi mát bì bì tết đại chia phúm cầm nát ở rập bọc rần ni. Bì nô rần ni bàn phá lạc bì mần tì bẹt sọc đại miên tì tăng nơi khôm cổ ch Tới thuở chìa bà thiên mình tìm bệnh sọc mùi gần lành tiết nơi không chúc sọc cổ chứ mà. Khân ông ông lòng khai cả cả đá chân nàng mùi bọn 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 rồi chất sập rám. Bà hai chìa mong bây rồi xíl. Khiêm hạ đô chìa sọc bần tàng thằng ngày. Đại bán khơi nhờ ra ní tất cản mình tìm bệnh đâm bây xua sọc tục nhóm. Đại miên mòn bây cả bát nhà ôi khả nhóm phòng. Ra ní bán xua nôm bì à ca rạ rộ bùa nâng chùm ngư rộ bọc nhóm đòi xong đầy tuần phốn nâng ca lược tực chật. Bên lỡ ra ní trở lọc một vĩnh, khi nhóm bàn chuông đồng nạc đọt lời, khi nhóm kết tha ra ní mình bà càng khăn nâng khi nhóm tì. Hái có mình sẽ ốc bơm nơi chuông bì ca đôi khi nhóm nít đài. Khi nhóm trở bằng bài xa chế thầm mây xâm rạp khi nhóm nâng ra ní. Bồm tiền ở bông mặt đài ra ní mình miên ở với chế ốp xạ tì. Tại ông ca tớp chế ốp xạ bật bà cọt. Nơi bê nút ra ní trở ông ca bằng khóm ở rượp ca chư mùi bò rọp xên. Tại niên bà cạch đạch hạt. Rì ai rụt khả nhóm có trời ân ca bà xong cúng chư mùi nơi rịp xên, tái khả nhóm có bà cài đài. Khả nhóm trời lược xong nào xong rịp ca chư mùi ra ní xa chư thầm mấy tư canh bà thiên dô thiệt đồng bọn. Nơi bì nút, bà thiên dô thiệt đồng bọn bàn thơ lì khách mùi ở khả nhóm dô tờ chuộp cân nạ sọc cổ chma. Nơi khả nông ông lòng khai tụt lá chân nam mùi bọn bà bôn rồi chật sập rám. Tiếng đồng bọn tiếng sọc, tiếng rần ní đã chỉ xâm mây khuôn dù prom ở hai rong chăm tới thằng ngày riêng ca bọn nọc. Tiếng môn bê rong chăm nâng bê gồm bông rong chăm, tiếng khả nhóm nâng tiếng rần ní cứ trâu bà chôm nâng ca lũng bạc lăng nạ. Ca bà cạch mình prom riêng ca tam ca riêng chăm rồi bỏ ông ca ai cửu thân á đo chì vịt.
Rì ai rụp nhóm cao bị phía ba rộp bùa. Cả nghĩa xâm khăn rộp bọc nhóm cứ riêp chom công lăng xâm ngắt đậm bầy vì ông cả đã bàn nâng cầm phóng cặp xâm lạp bà chì chân. Tuộc bê nút bên toàn thông ngôn thông ngô khá đầy. Nơi thường ngày tì bì khai mạng cả rá chân nam mùi bọn bàm bùn rơ chật sập bàm mùi. Nhóm trợ bàn có hai ưu bì tí bên chia ca con vừa đẹp xe nà thống. Đại bó tì tăng nơi phùm có thông mó không tùn lúng sọc tờ mốn nìa bê nút. Nâng chia sọc mê mốt nìa bê bà chấp bòn. Đàm bấy một chục chúng nơi môn tí đâm bòn đàm miến tì tăng nơi sọc đâm bái. Đàm bấy riệp ca nơi thường ngày tì bấy khai mạng cả rá. Nơi bê nút nhóm bất chia biên chầm ngò dàng khá lắng. Tá kê riệp ca rộp biệp mách. Một đó môn tì đâm bòn. Rành ní nơi sọc cổ chma ẹ nọ. Hái môn toàn bàn tờ tốt đâm năng ông bí ca riệp ca nơi lời. Thả lỡ nơi chật thò à còn bà. Đòi sọc chật bần dìa bề riệp ca. Bị thang ngay tì bay mạng cả rá. Tờ thang ngay tì pram khai mạng cả rá vinh. Nâng chất ai bà thiên môn tì đâm bòn. Tờ tờ tùl dọc rành ní bì sọc cổ chma một căn sọc đâm bài. Rành ní ọt bàn bà đam phá nhà ở vầy tờ ở bụng mặt đáy. Bọn bà ốn hái có khám miên mật phẹ mò cầm đò đài. Cứ các bà tài mùi trầm móng trầm mọc mà nè ai. Rì ai châm này ở rụp nhóm vĩnh có mần miên ở bụng mặt đáy. Rứ bọn bà ốn chô rùm riêp ca đôi rành ní đài. Cứ các bà tài bì nẹ bà đầy bà bùn. Tại khi nhóm còn bà chiêng rành ní bằng tích. Đòi miên mật ở rùm ở vụt trở bàn cả nát đâm bọn anh chướng ai một chô rùm chếp nhiều. Rành ní bàn một đòl sọc đồng bái nơi lưng nghị thằng ngày bày mạng cà rà. Nơi thằng ngày tị buồn khai mạng cà rá nhóm bình nhập tới chụp rành ní. Nơi bình nữ rành ní cầm phong thật nơi chung khả nì chìa mũi nê ri đập bì nẹp xe tiệt. Nâng dụt tự chân bì ca đập bì nẹp đài. Bình nữ hỏi tớp nhóm đăng thà ca riệp cá trai thơ chìa mũi khả nì chìa khóm. Khả nông bê tài mũi cứ miên châm nuốn đập bầy cù. Châm bùa cù khả nhóm cứ miên lệ riêng tì đập bầy. Nơi lần nghị thằng ngày tị buồn khai mạng cà rá chân nam mùi bọn bàm bùn rò chất sập bàm mũi. Khi nhóm trời chanh đầm nà rùm khả nìa tiền vốn bì mân tì đầm bọn nơi sọc đầm bái mọc cán phùm chạp nơi sọc thập buồn khổ mũm đá chìa cân lai trời riệp cà. Nơi thằng ngày tị bàm khai mạng cà rá chân nam mùi bọn bàm bùn rò chất sập bàm mũi. Trời nâng thằng ngày chàng buồn cà khai bò chân nam rộng ạ thật xác bốt xạ cà rai bì bòn bàm rò đọc bàm bùn. Cứ dạy thằng ngày đại khả nhóm nâng phẹt rìa khả nhóm bàn riệp cà chứa mối bông phá ôn đọc bì cú xếng tiệt. Đại mình khả nhóm nâng phẹt rìa khả nhóm chứa cú tí đọc bầy. Nâng móng bàm màn bàm bầy bật, vì thi bàn chạp bà đàm chứa mối cân nạ thơ bà đầy mùi rút, cân nạ chạch tăng mùi rút. Ai còn cổ móng miên đọc bầy rút, bằng cối nơi cơ ấy chùa mục. Nâng còn cầm lót đọc bầy rút, ông cối nơi bị cài còn cổ móng đa chứa cú rút bọc luôn. Sốm công cho lòng cậu ấy đại dương ông quý mình mến chia cậu ấy thoa mặt đà tì. Tái chia cậu ấy khu mình riêng đại dương một đồng riêng. Ở côn cầm lọc côn cổ mốm ông quý khăn ông phí riêng cà. Chia ca chập đám cân nạ chặt thắng bàn ai mà nút mươi nét. Anh bảo vật rút kháng sợi nâng kháng bảo mà nẹ mặt đón tèn mà phấy bảo mươi nét. Khi nhóm bàn trâm tè mươi khăn ông nâng co rằn nì bị cào. Đại khăn ông chất ảnh đặt ảnh nạc cột phẹt rì dì, đại mần cú lẹp bóng một dọc nhóm chê chôn bì kà. Một riệp kà ọt ở bụng mặt đài, ọt bóng phá ốn sạch nhiệt, bài bình nì sọ. Châm phù rụp nhóm cơ tô chất ảnh đặt khôn ảnh, ảnh đặt đòi cú xên tiệt, đại bì kà thôn thơ ngộ chiên khá nhóm tơ tiệt. Hai cú phá đầy bà bôn hợp bọc bộ kế, trai ông kà xong phá cung ở khóc bì cú khá nhóm, đại bàn sẽ đầy đần đần mốn nâng miên chất sở lành khá niệm môn riệp cá thang ngày nì. Cảm vị thí bàn chạp đàm, bần tòa bị an bà vật rụp chóp cứ đo cảm vị thí đà gần nạ thơ bật đấy xua xâm nua một càng côn cổ mông. Nâng côn cầm lót ai chá lai mùi cu mặt đón mùi cu mặt đòn. Đại xua côn cổ mông mốn nâng xua côn cầm lót chìa cào. Đập bì cú chá lai chóp đo viên khả nhóm chìa cu ti đập bầy. Rành ní chá lai xâm nua bàn giang lõ tăng bì xâm nua. Khả nông châm nòm đập bì cú mốn cứ tai mùi xâm nua mà nẹ bần nọ. Cứ đo là rành ní bì xâm nùa. Chầm này khả nhóm lăng đo là bầy xâm nùa. Xâm nùa đã khả nhóm chọn chăm chương kế cư. Tá xâm mạng mật miền là tập hiếp co sang phẹt rì dĩa ở khá lái tơ chia vào nạ thốn và nạ cầm mà chịp bàn rì tế. Ní chia xâm nùa đồng rong tờ rộng rành ní để miền sẽ bài xó nâng chia cửa xa nẹ thu thế để ruột nơi tạm đoàn tuần lễ mê cùng.
bọn tốt bí xua xâm nua xâm mây khuôn tèng mà phây bà mùi rụp chọp hỡi. Cảnh ác thấp đấy có bàn xua tờ chà tùm đại bàn ảnh chướng chô rùm đài nẹ xua hai thá, xạ xây. Chà tùm bí nẹ bàn lao nị dê khăn nông miên lục bòn chùm hồ á đất mê bình chìa ca khá nhóm lao nị dê đại bà bìa thạ xòm rùm hỡi, nâng bàn chùn bố đo bụi dường. Lúc chung hôl, cơ rao chân nàm 1979, thư chi ạ phị bà cơ rong bà xây hẳn lúc, rồi hốt chân nàm 1977, tựa chô nị vọt, tựa tùa mô rà nạp hiếp nơi chân nàm 2014. Nơi mong bà màn, bì rà xì rà càng vị thí, mình toàn bánh chọp tì. Bụi dưỡng khuyên bài, sẽ đầy tực, tái mình hiên mọt cò ở vầy tiếng ọ. Mà đoàn ní, đòi viên cơ nạ thập ở đấy, sẽ rao tực nâng ai bò chì. Đại phát đàm vì tu sân nạ sập hiệp ca đại riêng rô bì sập hiệp ca bì phụ lộc sập hiệp ca đầm bón nâng on trả chiệt. Đại chê bụ xì rây nì dũng, Xô Viết nâng Việt Nam mùi chạy tớp chôn một sập hiệp ca Campuchia đại phát đáo thông lơ ca nghe nà dô bái sập tệ ả rõm ca vì cầm tích qua rung lương vần nạ chi chuẩn cầm chặt chào ca mà sật xuân tu tèng trọc sầm bát tèng mà nô sinh chê tân á bó sầm át bụ khắp băng bóng cọp xì rung tây khăn ông lạ. Chẳng là, chàm mình ổ tê nếu biết bọn đa xa rồi bỏ bỏ thiên cần đại thập ở đấy đẹp ra bê chiêng mùi màu. Vì thịp xong cũng trở bàn bằng chọc nơi màu bấy nâng xàm sập nha tì lương nghiệt đẹp ra bê bàm bì màu cần lạc nâng đòi khả miên chụp xâm ra. Nơi màu bỏ hai chiếc buôn lương nghiệt dưỡng hộp bài chung khả nê tàng bà đầy bà bốn tàng bà nhiều chô rùm đòi ổng quý bái lừa sạch đỏ. Ra ní bàn khá lai chì phẹ rì dì khá nhóm chì phá lờ ca hời, tái khá nhóm nơ mần toàn hiền nị dì rộng niên nơ lời. Nơi bề bái, ra ní bàn đuộc bài ở khá nhóm, nâng chúi đuộc bài ở dù tà chôn bì ca đài mê nẹ tiệt, bùa bà bôn cốt nơi yên. Còn bông tài hộp bái, miên ca ma phị bà đọm bón mọc bà bì phá tê hạt đà cù nì mùi trâu xâm ra. Trong bùa nẹ bì ca chướng cứ nơ phá tê hạt tỏ đầy, rì ai nẹ mần bì ca chướng cứ nơ phá tê hạt bùa. Hộp bài rối khá nhóm bà bà bôn khá nhóm thà. Khá nhóm tờ dọc bà lố tờ bà tè xâm rạ môn, xong tờ dọc ai ván tờ tạm cà rào. Bà bôn chá lai thà, chà. Ất toàn hiền nì dây bịa bòn ôn nửa lời. Ní mân mên chìa bà thong tàu xa bài tê, tài chìa bà thong xoài rộp bà tè nơi cà rào bế rịp cà. Sở trái mà chạp bà tè đài khá nhóm tờ xâm rạ bàn tờ tùl khá nhóm đòi rẹ tè hái bà bà thà. Bà tè ní. Quát mình bàn nơi tăng bị chân nằm 1.5.7.1 một mình lệ, bước khai là Ả Mỹ Rích tùm lẹ cọp bài. Tại bà tên này, ông xâm án bọn màn tháng ngày 1-2, bước bà thiên phú một chây xâm rạp ở khu mũi tư bà điệp cá xâm ra. Nhóm cơ xua tờ quát vinh thà, tá ông nơi ả ná, quát chẳng ổn tờ bà tên tối các bài nụ, nơi bà tòa đấy miên tăng lên ở thàn ca bìa phòng. Nơi bê khá nhóm cầm phong nị dế, xa rạp tay khơi bà đây bà bôn cụ tì đập bì, bàn đà khá nìa mọc đòl, khá nhóm xua thà. Hai nâng bàn ná xâm rạ nơi ả ná, quát chá lai thà, bà tè nâng đài. Khá nhóm bật chìa hùa chất, bà tè tội mũi bà xong đầm nế đòl từ bì cụ tì đập bì, bà đây chú mua hai nâng bà bôn chú mua bàn nà. Dương lang tờ lơ bà tè thằng ọ khá nìa, nơi lơ bà tè miên kre mũi, miên mông, tái khá miên vàng nòn tì. Hãy bắt đầu nhóm thà, bằng xa anh ấy xâm ra lừa kể cho, ai khá nhóm tròn vàng nón nơi các bài thuyền. Khá nhóm xua quạt vinh thà, bàn vàng nón bì nà mốt. Hãy trả lời thà, ông cá chạy ai tăng bì nư một tì đậm bòn, cho bọn ấy ọt toàn bàn tờ tùa tê rử ấy. Khá nhóm cổ vi các bán nâng trả lời thà ọt tê. Hãy có chui bắt đầu nẹ tờ tùa khó trớ đậm bây xong vàng nón ở khá nhóm. Nhóm rong chăm bà bôn khá nhóm, tái mân khơi mọc xo, đại xa niếng nơi chọp nì dây lên chì mùi mà chạp tết đại niếng xâm rạ ca bì dục mình. Khá nhóm ngụt tật mùn, nâng bàn riêp chăm cần lại xâm rạ ở hai. Bề ní khá nhóm bàn đọc xâm liệp bông bẹc khám áo, xâm liệp ai xâm thán con tọp vinh hai. Xong bà chạy thà, bề thật nâng khăn ông bị thí, kê đầm rớt ai côn cầm lót xâm liệp khao khám áo, bẹ áo khám áo đầy vèn. Rì ai côn cầm mống xâm liệp xâm bột khám áo, nâng bẹ áo khám áo đầy vèn. Cứ mân ạ nâng nhạt ở xe liếp bẹc khóc bì nì lời. Phẹ rì khá nhóm nâng rụp khá nhóm mân bàn tờ tùa là vây xến kào bì rộp bò tòa khuôn đà thơ lọc miên nụ tế kào bì bàn rịp ca rụi hời. Ở vây đà khá nhóm tờ tùa bán cư rụp ràn nì.
nâng ở vây đà rà ni bàn tà tú cứ rụp khá nhôm. Dương mình chọn bàn ở vây khóc bì ni lời. Các bài các bà bà lúc nhóm khơi rà ni ao bà lô mọc đòl. Nhóm có tờ tà tú dọc bà lô bì niếng là hơn lượp tè. Rà ni bàn xu khá nhôm thà, bón miên cổ mà tế, nhóm xóm chạy phá lăng mùi tức. Nhóm thà miên, cổ mà nhóm tự tức sạp. Khiếm có đa ở tờ dọc cổ mà ai bà bốn chi tì sở lành rộ bọc nhóm đại tư bà hai khiếm thả bòn. Đại biệt ni khiếm rộng chăm chi dũ một hời. Ông bơ rộ bọc ông ca thay ni cư chết ngay đò xâm khăn mùi tiết chùm rung lực tật chất ở khiếm. Tò xu đồng bếp đua rùm lùm rộ bọc ọt bà bây này nâng khám miên sạch nà ni. Thay ni vi ni dê bị bọc xâm át bụ bọng cọp xì rung tây khăn ông. Vi ni dê trơ bụ khiếm chê mê bụ bọng cọp ni tay mà đòn. Nghĩa mộng như dây bị phẹt ra dây khá vĩnh, khá nhóm ăn nát niên na. Mình cúa mộng rong cam chư mùi mà nụp bì ca đô chư rụp khá nhóm nì tê. Mộng rịp ca đợi khám miên ở bộng mặt đáy nâng bong bà ôn nhiệt mật cầm đò. Cả ăn nát phơ ở khá nhóm dôl bì niên canh tại chá bạc thà. Niên tự tùa dô khá nhóm đợi sợ tạch chất mình bà canh rơ áng châm phô chôn bì ca lại. Chá lòng phát ở rịa trái xóm đồng nệch pram mạng kara mùi bòn pram bùn rơ chất sập pram mùi. Lúc bực lãng, mình tì dô thiên đọc bón bàn dọc rùm mọ một tô một đất bụi dương tờ ông cập hiệp vinh. Dương ọt bàn tờ túl tiên ở vây tàng ốc, còn nôm khá nia chanh đầm nà tờ. Nẹ rùm đầm nà miên bà đầy bà bôn khá nhóm pi nẹ, cù tì đập bí, hàm nâng văn ná pi nẹ. Chùm núi ca xin nà tì ca dô thiên đọc bón chú mua sổ chiết mùi nẹ, nâng nẹ chi một tô chia bà thiên mình tì dô thiên đọc bón chú mua sĩ thà. Chanh bị phùm cháp, mình bán bột màn phóng một tố có việc bài còng. Bộ dưỡng prăng rung tàng một tố tàng rộ mọ một bác còng nợp xa xuồng. Tùm rõm rô còn lại bác còng bàn. Nâng bác còng ruột cứ mong bỏ hai đọc mối thay trăng tờ hời. Bộ dưỡng mình khoa bị ca khuyên tì. Cứ trời rút ra chanh đầm nà phliêm đầm bấy thật đoàn mình tì bình chìa ca dô thịa đầm bón đài bỏ tì táng nợp châm ca đồn. Phùm xâm ráo, khùm đá, xa rộng mềm mút, khát công phong chàm. Công nắp lâu chết lê bàm pi, kà bì bê nú cư khôi khát tớ ọc, hói mần ai thua đồng nà bàn lươn tê. Dướng chanh bì xa xuống bàn mần toán đọc kì lô mạt phóng, còn rửa mọ kháng chuyến có thli tiệt, tái dướng ai nơi xoal mần chuộc chó thua đồng nà bàn. Đồng bốn sọc mùi đòn, ai thua đồng nà bàn bà hai mùi kì lô mạt, chia bần tò sọc bàn chuộc lên chuộc. Nhóm prap si tha nâng sổ chiết đài nẹ tiếng phí sốt tay chi ở đất dư tật chún nâng côn sạc nhóm lưu ca nghiệp hàn tì thà. Túc rồi mọ phá nhà bà chi chôn nơi tì ni. Si tha nâng sổ chiết bà nhập chi một tố tơ châm ca đốn dô con rồi mọ một đồ. Bà ở mần toàn dục ni tế chăm sái chăm một vinh. Ai buộc nhóm đa ở tầm mục bần tích tiết chăm xong nẹ phúm xâm ra mùi dục sần. Rồi như rồi mọ, một đạn tục tam lưu sài rụi hỡi, si tha nâng sổ chiết có chi một tô chanh tự bạch. Rì ai buộc nhóm buồn nét phương đâm nào đòi thamai chướng tự đòi phùm ta hiếu, sọc bởi nhiệt cái. Đại nơi chọp lưu lê bàm pi, hái chô tự khăn phùm nút đọng bầy sông xâm ra. Lục bù nẹ mình mà chạp tế tự tuôn buộc dương rẹ tẹ khăn lăng nà, tái quát mần toàn hiên ở dương xâm ra tì, cứ rong chăm sông cả ở nhát pi bà thiên phùm sân. Khiếm có một bàn bà bụi quạt thà, khiếm chư mê bằng chìa ca con tọp đài. Cầm lưng khlây rồi bọc khiếm xịt nơi chân cách, mưu mình khơi tì. Dưỡng trời rong chám, bụ bà thiên phùm tự bọc sở mình toàn trở lọc một quỳnh. Nếu bê bà thiên phùm một đó, mê có chập đàm, ngô nghịch hời. Quát chui bụi dưỡng phliếm đại oi ông có buôn cầm bóng một mà chập té đâm ở dưỡng tờ tù tiền. Tăng bì bà lâm rồi hốt dục bà hè đập bầy máu tớp dương bàn hộp bài. Hai bà kích bì bê bài nơi riệp ca bì mong buôn lưng ít ngay tì pram mạc kà rá rồi hốt đòn mong pram bầy dục ngay tì pram mùi mạc kà rá ní. Mình rì dạp bê mà phây pram bầy máu tớp dương bàn bài. Khiếm sợ tức phân hệch anh đặt bà phân khiếm khăn nạ. Tại tức phân hệch ní mình ai bà phân khiếm đăng tì. Bì dục mà chạp tía riệp chom ai bụi khiếm đê bà đòi bà sợi đòi sợi. Khiếm bàn xong mà chạp tế đâm bay bàn đề chư mùi phẹt riêng nhóm, rì à hém chư mùi bà bôn kì. Tại mà chạp tế bàn xa lại tọp đại ca xong tốt, bù khai mùi khu mùi chùm rụt khí nế, mình mến chếp đấy bà bôn bất bà cọt. Bù khiếm khám yên chùm rơ ở vấy, kà rai tài bì tự tùl dọc tam ca riệp chó mà bò mà chạp tế, đâm bay cùng ói cọt lùm bát đời xa dường.
ពេលព្រឹកឡើងម៉ូតូបានមកទទួលយើងទៅកាន់ទីបញ្ជាការយោធាតំបន់ខ្ញុំត្រូវបំពេញកិច្ចការតាំងពីពេលទៅដល់រហូតដល់ពេលយប់តែនៅទីនេះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេប្រធានយោធាតំបន់ឈ្មោះអួងឯងមានអធិស្ស្រ័យល្អនេះជារាត្រីទី3ត្រូវនៅថ្ងៃទី7មករា ថ្ងៃទី8ម៉ករាម៉ូតូមន្ត្រីយោធាតំបន់បានជូនប្តីប្រពន្ធខ្ញុំទៅកាន់ទីបញ្ជាការកងវរៈសេនាធំដែលបោះទីតាំងនៅភូមិកោះថ្មឃុំទន្លូងស្រុកត្រមោងនាពេលនោះពេលទៅដល់កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនដែលធ្លាប់បានលេងល្បែងផ្សំផ្គុំខ្ញុំជាមួយប្រពន្ធកាលពីឆ្នាំ1949និងដើមឆ្នាំ1944បាននាំគ្នាមកអបអរផងនិងបង្អាប់ខ្ញុំផង ប្តីប្រពន្ធយើងបានរស់នៅជាមួយគ្នាពីថ្ងៃទី8ខែមករាបន្ទាប់ពីបានរៀបការនៅថ្ងៃទី5មករាដែលត្រូវដើរដេកនៅទីកន្លែងខុសៗគ្នាភាពរីករាយមានត្រឹមតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ1976បាត់បញ្ជាបន្ទាន់ឲ្យភរិយាខ្ញុំចេញដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានទីតាំងនៅវត្តពពេល ខុំពពេលស្រុកទឹកជ្រៅនីពេលនោះគឺស្រុកពញាក្រែកនីពេលនេះហើយបន្ទាប់ទៅត្រូវទៅលើកប្រព័ន្ធភ្លឺស្រែនៅភូមិខ្នាស្រុកត្បូងឃ្មុំទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរទៀតហើយនៅពេលដែលគេដឹកប្រពន្ធខ្ញុំចេញទៅសូម្បីតែខ្ញុំជាប្តីក៏គ្មានសិទ្ធនឹងជូនដំណើរនាងដែរតើនេះជាចម្លើយដែលឆ្លើយនឹងសំណួរដែលអង្គការសួរខ្ញុំថា តើសមមិត្តមានលទ្ធភាពកសាងភរិយាឲ្យក្លាយជាវណ្ណៈអធនវណ្ណៈកម្មជីពបានឬទេ គូព្រេងមិនព្រាត់ វគ្គដំណើរជីវិតក្រោយពេលរៀបការ លើកមុនខ្ញុំបានសរសេរដល់ចំណុចដែលគេបំបីភរិយាខ្ញុំចេញទៅនាថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ1961នៅក្នុងអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាគូព្រេងមិនព្រាត់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងគ្រាកលយុគលើកនេះខ្ញុំនឹងបន្តសរសេរអត្ថបទមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមដាក់ចំណងជើងថាគូព្រេងមិនព្រាត់ដំណើរជីវិតក្រោយរៀបការ ថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ1976គឺជាថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរពីភាពជាកំឡោះមកកាន់ភាពជាអ្នកមានប្រពន្ធនិងបានជួបជុំជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដែលនេះជារឿងស្ទើរស្មានមិនដល់ថារ៉ានីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខចិត្តប្រកែកជាមួយអង្ការមិនព្រមទទួលយកបរិបសេងដែលអង្ការផ្សំផ្គុំឲ្យហើយបែរជាមកទទួលយកខ្ញុំជាជនពិការម្នាក់ ដែលមានអនាគតមិនច្បាស់លាស់ពាក្យបងអូនដែលបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នាល្ងាចថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ1976ជាមួយក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបានជំនួសដល់ការខកចិត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ1976នៅពេលដែលគេដឹកភរិយារបស់ខ្ញុំចេញទៅកាន់កន្លែងផ្សេងដែលសូម្បីតែខ្ញុំជាប្តីមិនបានដឹងថា គេយកភរិយាខ្ញុំទៅទីណាផងម៉ូតូមួយគ្រឿងជិះគ្នា3នាក់គឺមេបញ្ជាការជាអ្នកជិះបន្ទាប់មកកងការពារនិងចុងក្រោយគឺរ៉ានីភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំមុនឡើងម៉ូតូរ៉ានីងាកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំថាសំបងឧស្សាហ៍ដាក់ថ្នាំភ្នែកដោយក្តីស្រណោះខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតបជាមួយរ៉ានីទេបានត្រឹមតែងក់ក្បាលជាសញ្ញាថាយល់ហើយ ម៉ូតូបានចាក់ចេញពីទីបញ្ជាការកងវរៈសេនាធំដែលពេលនោះបោះទីតាំងនៅភូមិកោះថ្មឃុំទន្លូងស្រុកត្រមោងខ្ញុំខំតាមមើលប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំរហូតមើលលែងឃើញនិងស្ដាប់សំឡេងម៉ូតូលែងឮជាមួយការអាណិតខ្លួនអាណិតប្រពន្ធព្រមទាំងឈឺចិត្តនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំស្គាល់រសជាតិនៃការបែកពីភរិយាដែលមុនៗខ្ញុំធ្លាប់តែបែកពីឪពុកម្ដាយ ជីដូនជីតាបងប្អូនមិត្តភក្តិឡាក់បញ្ហារបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះគឺតើគេយកភរិយាខ្ញុំទៅធ្វើអ្វីហើយនៅទីណា
Bây thằng ngày cởi mốc, tớp nhóm tớ tuôn đồng năng thà. Phải ở dưới nhóm, bàn tớ sẵn nơi môn tì bệt dô thịa đồng bón, đã tăng nơi khăn ông vọt bộ bếl, khung bộ bếl, sẽ đọc tật chữ nìa xa mai nụ. Hạ thu chất bằng tích nơi bếl bàn tớ tuôn bò rộng miến bì gần lại, đã phải ở dưới sẵn nơi. Tại rừng ní, bàn chung nô mộc vinh nơi ca vì bà hà mối nơi khăn ông khai công phé, chân nằm mùi bòn bàm bùn rối chất sập bàm mùi. Nơi bếl đặc nhóm tờ rộng ra ni nơi môn tì bệt con tốp, tại bài trì môn bàn chuốc, hai bàn tờ tuôn bò rộng miền thà, ra ni nơi môn tì bệt ni bàn tay bồn màn thang ngay bồn nọc, trở ổng ca bồn chút ao tờ lước bà bòn phư sài, nơi phùm khăn ná, khôm sờ lóc, sờ lọc tờ bùn khăn mùm. Bật chì hùa chất khăn nà, cựu bệt mọp mà nẹ trở bàn bà cốt ca nghe chì nẹ rạch đầy tờ huynh. Nhóm môn chong ở kỳ dục dô thà, rằng ní chi phẹt dìa mê bằng chìa ca con tọp mùi rụp, đại bằng chìa lơ cầm lăng tọp chiêng phì bò nẹ nụ tì. Tại kê cua tại pra mùa nụ ở trời chùm niên. Vân tay ở vấy để ông ca bàn thơ chùm phù rụp nhóm nâng phẹt dìa nhóm, càng tài lực tật chật nhóm ở khách khom ngợp chỗ lớn đang bay về rùm lùm ông ca. Mùi khai môn bùng rọt phẹt dìa nhóm chênh phì rụp nhóm, đòi mình prap ở đăng thà dọc tật phù vấy, hỡi từ tì nà. Mùi khai cà rối sân khâm tha một đòn môn tì bệt nâng bàn chuộp một phẹt dĩa chơi tì sở lãnh để luôn nực ra lực cực đồng hàm chanh chồ. Tái bài chìa mình trâm tay mình bàn chuộp tế thaym tiền tờ tuốt bàn bò rơ miên đô à cọ thù vinh. Tái tùa chìa dàng ná nhóm mình bàn bằng hai nơi biết xâm đầy rư cài vì ca nà mối khóc bò cọ đầy lời. Đàm bấy chìa viên ca song say bì bù ong ca. Đời xa nhóm thua đầm ná đòi mô tố nhóm co bởi nhắp vỡ đầm nào tờ càng phùm khăn ná nơi xa rộng tờ bồn khám mũm chỉ tì gần lại đại phẹt rìa nhóm nơi tì nụ. Nhóm trở rộng trăm ràng ní bì màu bởi hài buồn lửng nghiệch ở hốt đò bởi lúc màu bởi hài bởi mùi lửng nghiệch. Ràng ní mình bàn đăng thà nhóm một rộng trăm niên tì nhóm khơi ràng ní li chọp cặp đà cặp lưu xa rái đầm rộng một vọt khăn ná. Rường đại cú ở hù chất cứ nơi bê đại dương bàn chụp khăn ní bộ xe nà thị ca đọng bón đài tờ tuốt khó trời nơi tì nút bạp ở đây bạp bồn dưỡng xâm ra lừa cột lột. Đài bì nút nơi miền bạp xong mùi ống cung nơi khăn ông vọt nụ nơi lời. Nhóm nâng ràng ní bàn tờ tuốt tiên bài chư mùi khăn nì. Đài bì nút bộ kế miền ca ạch xe srai xâm ra bộ dưỡng đài xa mật phẹ rạp bọc nhóm mùi chùm nuốn phơ ca nơi tì nút. Dưỡng bàn xâm ra khăn ông vọt mùi dục. Lúc bật lãng đòi bình nất khơi một phiếp mình xong hạt phò khăn nông ca sẵn nơi khăn nông vốt. Nhóm bàn tờ sọc tè nẹ mình đã trái chiếp ôn xa rây mê bằng chìa ca rồi bọc nhóm lúc ôm chùm hồ xâm ra. Cầm cửa xa ní chát tục ở đây bà bồn dương đốt chìa côn rư sạch nhiệt đã tờ tùa dương ở sẵn nơi đòi ca sập bài rị rí ở rì dạ bê mùi tháng ngày mùi dục. Sạch lãng nhóm trái bài bì ràn nì đàm bây vờ trở lóc tờ can ong gặp hiệp vinh. Rì ai rằng ní nơi bần to ca nghĩa nơi cần lại đọt đài. Xôm bần chạy thá, rằng ní nơi phơ ca đời miến cụ bệt nơi rì mà nẹ tiết cho một tăng lý, nơi chìa muối, đã ác chui mơ thai tòm khả nghiệp bàn. Bụ cụ bệt tăng lý, thlop chìa bệt xa mò rập húm, nâng thlop chìa ba lạc ở khi tăng bì chân nam mùi bòn bàm bùn rồi chật sập muối một lẻ. Tăng lý, cả rai mốc bàn hợp ca chỉ muối nâng ạ đất mê bình chìa ca còn ở nụ xe nà tô châm nô ông gặp hiếp cả rai bình chìa rồi bọc nhầm. Bộ quát chìa mô nụ chật bàn, hai bề ní bộ quát chìa ca sẽ có nợ khách tương trành, đầy miên côn trá nâng chai trá đối khả nhầm đài. Bọn tốt bị bài khả nìa khai cùng phẹt chân nàng mùi bọn bàm bồn rời chật sập bàm muối, khả nhầm mân đại bàn chùa bà rai ní rời dạ bê lp khai, rồi hốt mân đăng thà rai ní miên phát tây bù phòng. Gọp chuốn, ra ní chanh côn phóng nâng thị lẹ khuôn chư phóng. Có bán tờ xâm rạp chìa ba chùm ngữ nơi môn tì bẹt phù mập hịa, miền chùm mùa ả xo cạp thá, bò bì. Đài sẽ thật nơi vật chìa lái ô ràng ừ. Ai khá nhóm chùm ngữ phân hệ bàn rơ làng vinh, đầm rơ ai khá nhóm tờ chôn môn tì bẹt nì phóng đài. Xôn bình chạy thá, môn tì bẹt nơi ô ràng ừ nì hơi. Đài cụ bẹt bàn về dọc cài phân hệ chùm ngữ bọc nhóm chính. Nơi khăn ông khai cả nhà chân nàng mùi bòn bàm bồn rối chật sập bàm. Cài phần này về nhà đọc bọc nhóm bàn cọp nơi tì tăng vật chìa lại ô ràng ớ bạch cho bọn nì. Pêl chỗ đòn mình tì bệt, cổ rù bệt đẹp thlop chìa bàl ở khăn nhóm, nâng đẹp thlop riêng bệt chìa mùi ràng ní, bàn bạp khăn nhóm thà.
ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកំពុងសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះដែរគឺនៅអគារសម្រាប់អ្នកជំងឺជាស្ត្រីខ្ញុំមិនបងអង្យូខ្ញុំប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅជួបភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំរឿងដែលសប្បាយចិត្តទៅហួសពីការបានជួបគ្នាគឺរ៉ានីបានប្រាប់ខ្ញុំថាមានផ្ទៃពោះនិងកំពុងចាញ់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានលឺរ៉ានីប្រាប់ថាមានកូន តែក៏មានអាការអាណិតប្រពន្ធដែលឃើញទឹកមុខនាងស្លេកស្លាំងកូនដំបូងនេះគឺជាកំណើតកូនកំសត់ដែលកូនមួយនេះចាញ់ខ្លាំងណាស់តាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ទៃរហូតដល់ថ្ងៃកើតខុសពីកូន5ផ្សេងទៀតដែលមានជីវិតរហូតមកដល់សពថ្ងៃខ្ញុំនៅចាំបានថាពេលដែលរ៉ានីនិងខ្ញុំសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យភូមិភាគនេះគឺចាំពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនាខែមេសាឆ្នាំ1906ចិតសិបប្រាំមួយ រ៉ានីសម្រាប់នៅអគារខាងផ្នែកអ្នកជំងឺជាស្ត្រីរីឯខ្ញុំសម្រាប់នៅអគារខាងអ្នកជំងឺជាបុរសពេលថ្ងៃខ្ញុំខិតខំទៅកំដររ៉ានីមានពេលខ្លះរហូតដល់យប់តែយើងមិនដែលបានទទួលទានអាហារជាមួយគ្នានោះទេខ្ញុំបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅកាន់អង្គភាពវិញបន្ទាប់ពីបានព្យាបាលរយៈពេល5ថ្ងៃខ្ញុំទៅជួបរ៉ានីដែលនាងមិនអាចទាន់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យបាន ខ្ញុំស្ទើរតែប្រេះដើមទ្រូងនិងដើរមិនរួចនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់រ៉ានីឲ្យថែទាំខ្លួនមុនពេលខ្ញុំឈានជើងចេញពីអគារដែលនាងស្នាក់នៅនិងព្យាបាលខ្ញុំដើរចេញមកទាំងចិត្តស្រណោះអល់អល័យអាណិតដល់ភរិយាដែលកំពុងមានជំងឺចាញ់កូនក្នុងផ្ទៃថែមទៀតខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាពេលនេះម៉ោងនេះវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលខាងមុខខ្ញុំនឹងមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀត ខ្ញុំមកដល់អង្គភាពបន្តការងារដោយមិនមានព័ត៌មានថាភរិយាខ្ញុំសុខទុក្ខយ៉ាងណាឬនៅទីណាទេ ប្រហែលពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ 1976 ខ្ញុំបានខិតខំទៅរកភរិយាខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀត ដែលពេលនោះភរិយាខ្ញុំត្រូវបានផ្លាស់ឲ្យទៅធ្វើការនៅអង្គភាពលើកប្រព័ន្ធភ្លឺស្រែនៅវត្តព្រៃនគរក្នុងដែលជាអតីតរាជធានីរបស់លោកប្រសិទ្ធកនៅក្នុងស្រុកពញាក្រែក ពេលនោះរ៉ានីមានផ្ទៃពោះប្រមាណជាង3ខែហើយតែអាការៈចាញ់កូននៅមានជាបន្ត ក្នុងអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ1976 ភរិយាខ្ញុំត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យមកធ្វើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យយោធាតំបន់ដែលបោះទីតាំងនៅវត្តពពែលឃុំពពែលស្រុកទឹកជ្រៅនាពេលនោះបន្ទាប់ពីបានទទួលការលត់ដំអស់រយៈពេលជាង5ខែ នៅមន្ទីរពេទ្យនេះរ៉ានីហាក់មានភាពងាយស្រួលជាងមុនហើយខ្ញុំក៏ឧស្សាហ៍មានឱកាសមកលេងជាមួយភរិយាខ្ញុំដែរមានរឿងគួរឲ្យអស់សំណើចមួយដែលកើតឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យយោធានេះនៅពេលរ៉ានីមានផ្ទៃពោះប្រមាណជា5ខែមានយុទ្ធជនរបស់ខ្ញុំម្នាក់ចង់ស្ដីដណ្ដឹងយករ៉ានីជាប្រពន្ធព្រោះគេមិនបានដឹងថារ៉ានីមានប្តីថែមទាំងមានកូនក្នុងផ្ទៃទៀតនោះទេ ព្រោះកូនដំបងពោះរ៉ានីមិនធំទេក្នុងអំឡុងប្រហែលជាខែសីហាឆ្នាំ1976មន្ទីរពេទ្យយោធាបានប្តូរទីតាំងពីឃុំពពែលស្រុកទឹកជ្រៅមកកាន់ភូមិសំរោងឃុំដាស្រុកមេមត់ដែលនៅឃ្លាតពីកន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅប្រហែលជាង30គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទៅមកដើម្បីជួបភរិយាខ្ញុំ ប៉ុន្តែរឿងថ្មីមួយបានកើតឡើងនោះគឺថ្នាក់លើបានតែងតាំងប្រធានយោធាតំបន់ថ្មីម្នាក់ជំនួសឲ្យប្រធានយោធាតំបន់ចាស់ដែលទៅទទួលតំណែងថ្មីជាប្រធានស្រុកទឹកជ្រៅប្រធានយោធាថ្មីនេះហើយដែលជាមនុស្សខូខើប្រេបផ្សាយបំផុតបកមកនិយាយពីរ៉ានីនិងខ្ញុំមុនពេលដែលរ៉ានីឆ្លងទន្លេដោយសារអាណិតភរិយាខ្ញុំត្រូវខិតខំទៅរកអ្វីដែលអាចរកបានដើម្បីផ្ញើឲ្យប្រពន្ធ ថ្ងៃមួយខ្ញុំចូលទៅលេងតាមភូមិដែលខ្ញុំមានម្ដាយធរជិះជន់ជាតិស្ទៀងគាត់ឲ្យផ្លែដូងបីផ្លែនិងខ្នោមួយផ្លែមកខ្ញុំក្រោយទទួលបានដូងនិងខ្នោទោះខ្ញុំចង់ហូបតែខ្ញុំមិនហ៊ានហូបខ្លួនឯងទេខ្ញុំនឹកឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះដោយមិនរងចាំយូរខ្ញុំយកកង់អង្គភាពជិះនាំយកផ្លែខ្នោនិងផ្លែដូងទៅឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំ តែអកុសលកង់ខូចតាមផ្លូវខ្ញុំបណ្ដាកង់កាត់តាមចំការកៅស៊ូយ៉ាងលំបាក
Quap chuôn penu, miên rút dân dô thi phù mô phía đã đắc lạc trang bình lán bạc mộc nhóm có bọt đầy hai sông chi. Bọn bộ ôn tên nút miên ạch chia sài lỡ có chúi lưu con nhóm đã lưu lạc trang hái bần to đồng nà đại nhóm có chi lưu lạc trang đài. Mết ngô ngịch hái rút dân ọt phá lương tiệt vừa đồng nà tam phá lời chiệt lịch bàm pi bàn bà hát 7 km rút dân phụ đại nhóm trở bàn lạc trang sang cọt bì lưu vừa ở kịch trường chuế bộ các bá nâng rộp bụt tạch túi nơi khăn nông đáy nâng trường. Ở với bắt ọ, phải khăn áo đốn, nâng con bạch bạc ọ, hỏi nơi xo tài cầm phương khá lây mùi đám xịt nơi chẳng kè, nâng mùi đám tiết nơi khăn nông cặp bốp đặc nhóm spi chọc luôn. Cả nạ sọc trầm môn, ban dọc một tô một đặc nhóm tật can mừng tì bếp đà ra ní xin nạ nơi pra hai mong pram buôn dục. Mình bàn phải đốn nâng khăn nào phía nhà bà bốn bài chân nôm rồi bố tự ai ra nếp chìa bàn ai tự quỳnh. Nơi miền rừng mũi cú ở trong trang mùi tiết cứ đâm bày triêm riêp chòm ai bà bốn cho lòng tình lễ. Khi nhóm nâng dụt tử mật bì nẹ bàn tờ rốc thân nam bồ rán, miền mơm thân nam chấn nâng đam chạy xa anh lạ. Chị ạ cô xóa mê chạy đại tư cao côn hái bàn bồn màn thân ngái tu chanh bì cố chơ thông mũi. Một khám chương cho bệnh khiếm lịch bày chân cùng dàng chữ đề miền xâm lạ ra hốt đo sọc tháng ngày. Tháng ngày đã chạy khám chương khiếm nụ hơi, để khiếm nị dây tự cán mất khiếm tăng phí nẹ, để rùm đồng nào chương mùi khiếm thà. Chạy sọc tháng ngày vì miền sạch tràn chương dưỡng chìa mùa nụ. Prúc vì miền sạch ca bìa côn rồi bỏ vì, ai dưỡng chìa mùa nụ mình miền sạch đôi sạch chạy tì. Mất khiếm tăng phí nẹ xâm lắng mơ một khiếm đòi ca bình chất chìa mùi năng xâm đầy nì. Việc này khi nhóm đi dây bà hai bẹc cần đà khai tổ lá cho nàm mùi bọn bà bồn rồi chất sập bà mùi. Bà rùa đồng bọn nút, nìa cho nàm nút thật lẹc cho bì trường. Hai nâng môn bê ra nì cho lòng tuần lế bà hai chiên cần lạc khai. Bà thiên dô thiên đồng bọn thầm ấy chạp đà hầm bánh tránh âm nay rồi bọc quạt mọc lờ rục nhóm nâng ông gặp hiệp rồi bọc nhóm. Khi nhóm miên ở rằm thà. Khi nhóm trở bàn sang say để bụi xong tế sốc nâng bà thiên dô thiên đồng bọn thầm ấy nì hai. Rùa mật phẹt mùi chùm nuốn đa chiếc sai bọn đàn chùm ngặt ở rộ bọc nhóm, trở bàn chạp luôn rùi tờ hời. Đại xa mân tì phẹt dô thịa đậm bọn đại phẹt rì dìa khá nhóm rùa nữ mân miên phân nạch việc cắt. Nâng đời cá prôi bò rộng khá lạch miên phanh hà nây ca chú lòng tuần lê côn nộm bốn. Khá nhóm bàn bị phía xa chì mùi rằn ní, nâng nóm niên mọc can mân tì phẹt đậm bọn. Đại miên tì tăng nơi ạ đất ở nục vật xì lạy mì mốt. Đại bì ní chì vật xì lạy bôn rằn ní hôn xài mì mốt. Đại miến phân nô hôn cầm sát nơi tì nụ phòng. Rà ní chôl môn tì bẹt rong chạm cho lòng tuần lế, nơi trong khai tổ lá chân nam mùi bọn pram bùn rớ chất sập pram mùi. Trong này rụt nhóm mân miến áo ca mộng mơ niên tiệt tì, đại bà thiên dô thịa thầm mây ní, đâm rớ ở chốt trụt bình nất tàm bằng đòi xài prom đàn Campuchia Việt Nam, ca cù trầm lòng phản tí, nâng ca cù bùng rì phản tí bì khăn nát mùi phía pram mớn, tờ khăn nát mùi phía bì mơn pram pòn. Đà ca nghiên ní, mình miễn nẹ nạp xe anh chè thơ tế nơi ông gặp hiệp ní, kào tài bì khăn nhóm đà trờ tài thơ khuôn ảnh. Lần nghiệt ngay tì pram buôn khai với chất cá, mong pra hai chất pram lần nghiệt, pra thiên dô thịa đậm bón, ban chôn một mần tì xe nà thị cá, đà khăn nhóm thơ ca nơi bà tè nì phóng, nâng xe nạ nơi phóng, đòi miền tóc cả ấy, tù rô sạp, vật sự tẹ tốn, nâng phàn tì chỉ tràn bà tén, phía tam chuẩn chèng. Nơi lưu tóc, miền phàn tì thầm mây mùi sẵn lắc khăn nạt, bí phía phì mơn pram pòn. Đà khăn nhóm tơ bù bùng rí, chênh bì phàn tì khăn nạt, mùi phía pram mơn. Đại bà bè pram tháng ngày tớp rùi rùi. Nâng đại khăn nhóm cầm phúng cù tì tăng cho trường rồi bọc con tốp cho khăn nông phàn tì thầm mây nì. Khăn nhóm bàn anh chơi bà thiên dô thịa rụp ní ai ông côi lừa cao ấy rồi bọc nhóm. Tái quạt mình ổng côi tì, quạt không mơ từ lớp hành tì đẹp chúa nơi nâng chuyển chén đại miên cụ tì tăng cho chướng còn tọp. Bọn tọp mốt quạt co rồi với tù rồi sắp cho tờ con vừa đẹp xe nà tối lê chất sắp rám đẹp bọt tì tăng bỏ hát 7 km bì tí bên chia ca con vừa đẹp xe nà thùng. Quạt bì nịch mơ sắp cực đòi mình toàn nị dây ở với chư mùi khá nhóm nơi lời. Bọn tịch rời mốt, quát có bàn nị dây bịa điểm đàm một căn khi nhóm thà. Bụ ạ nụ thôn rù nở bạp nít khá miên cài bài tì. Bịa bụ ạ nụ thôn khi nhóm sạp lăng hân trả trị ở tờ hai. Đại xong đầy nít chanh một bì nẹ chô bầy tò xú môn chân nàm mùi bọn bàm bùn rối chất sấp. Bà chăng nâng rập bọp xong đạch bè nổ rột đòm xây hẳn nụ. Một lỡ một nụ đôi bụ khi nhóm đại chô tò xú kào chân nàm mùi bọn bàm bùn rối chất sấp.
tam ca ông piêu niêu rô bò xâm đạch prenorodom xây hà nụ nâng chẳng tay xâm đạch tờ rôk sơ sơ lá đại chênh bị khổng đôi rụp nhóm ni ảnh. Lưu biện nít nhóm cơ xua tờ quạt thà tá bong chong ni dây piêu với. Nhóm hai quạt thà bong bù quạt miền ả dụ chẳng chiên nhóm pra hai pram chân nằm. Quạt mần chlai tọp chừng mùi xâm nụ nhóm tế tái bài chì ọp rung nhóm thà. Lâm ốm cài khuôn chì và nạ ạ thôn hời. Nhóm mình sẽ lại tốp ở với chư mùi quạt tì, bụi nhóm cực thà, quạt chăng bằng cò rương đối đại quạt loa bàn phớ một lỡ rụp nhóm nâng ong gặp hiệp nhóm ca bị trong chân nam mùi bọn pram bồn rồi chật sập bấy nâng đam chân nam mùi bọn pram bồn rồi chật sập buồn. Đại ca nút quạt chìa bà thiên dụ bà chân đọng bọn. Đại xa bọc cô lô rụp ní, đá tua xâm khán khăn nông sau nê tạc cam rộ bọc nhóm nâng phẹ rì dĩa. Nhóm xôm lược bì tùm nẹ tùm nông rồi viên quạt nâng nhóm bọn tích, đàm bày nghề dối đo đồng nà rương. Nơi trong chân nam 1977, bộ cơ rụp nít nông thân nạ chìa bà thiên dụ bà chân đọng bọn, bàn cho tờ bà chúng xâm phòn dụ bà chân nơi ông gặp hiệp rộ bọc nhóm. Đại bề nút nhóm chìa mê bằng chìa ca con tòa bì xe. Đại xa tu nê ti chìa mà chạp tế trời dọc chạch tục đạo tờ tù bình nhiều. Nhóm bàn bằng chìa ao dụ tờ chân chạp mòn bì kà bá đâm bày thừa mà hộp. Cứ mùi kà bá chạc nháy nâng mùi kà bá tiết ngào chua. Cả rào bì nút miên trái điệp ăn thèm tiệt. Dường bài ngày trắng chưa mùi khả nìa. Bọn tốt bị bài hai cả bà chốn bàn chạp đàm chưa mùi xâm phòn dụ bà chôn bà mán chiêng xam sập nẹ. Về bà chốn, nhóm nâng ông gặp hiếp bài chia tờ tuôn bàn nơ ca tự tiên tử vĩnh. Đồ chìa bà bịa bụ ạ thốn chô chật đệ sử rùl. Si chẳng ánh khóa ca sân xâm xâm chay. Đồ chìa ông gặp hiếp ni chi ưu tì hò sạp. Dù tâm mất đã cho ruộng bà chúng mơ một khả nế chọn tọp tò tái khả nhóm xâm lân mục chìa sang nhà thà nơi ở xin nghiêm sáng ngạch. Bồn màn khai cài mốc bà hát chìa khai cùng phẹt chân nàng 1774 cứ môn phê đã khả nhóm xa qua ra ní bà thiên dụ bà chân đâm bọn rụp ní ban cho tờ bà chúng một đoàn tiệt. Bê nú, khả nhóm ao dụ tà chân thơ mà hộp miền phà lai trọp đất nâng bà hốc phà lai chê. Khả nhóm có hộp bài thay trang chìa mùi quạt tiệt. Bọn tòa bị bài hỏi, ca bà chúng có chạp đàm. Về ní, mà nụ đọc đà ní viết điêu tha mê bình chìa cá kì chơi trở ô, khoảng cùng nít chân này bà đất. Mình chế bằng co bằng càng phòl, trên châm mòn tiền lạ. Nhóm tòa mình bán có tè tóc lư sâu phồng. Dù tử mất ở bọc nhóm bà hai chiên xàm sập nẹ đã chô ruông bà chúng, cà rào chô làng giang sọc nìa, hạ rong chăm bọt bình chìa bị nhóm. Nhóm này dây tật càng bà thiên dụ bà chân đọc bọn đầy miến tật mục xe lệch lăng đầy cá phê khá lạch nị thà. Ta bọn chọn bàn ở vây ở bất bà cót. Một lực muốn, ai xì mòn sáng ngào cho bụi nhóm tha chế bụi ạ thôn chọn xì chân ánh để xe rút khoa ca sần xòm sần chay. Một lực ni, ai xì bà hốc cho bụi nhóm thạc chân khoa cùng nứt chân này bà đất. Bế đặc nhóm công phung này dây bà đại bà thiên dụ bà chân đọc bọn lưu xâm lê mà tô rô bò ả nốt bên chia ca và rẽ xe nà tội mộc đòn. Quát chôn một khuất hái dô bà thiên dụ bà chân đồng bọn nít chanh tử. Bị bê nụ mốt dương mạnh đại bàn chụp một khả nịa đối bê nị tì. Tùa chế bàn chô ruộng bà chống chư mùi khả nịa bê khả lạc đầy. Cả mình sẽ lại tọp tò rộp bọc nhóm trong buộc ca ọp rung rộp bọc quát. Quát bàn bàn thaym thà. Phật xe ai, sàn ánh trai thua đồng ná chư mùi khả nhóm tờ sọc bìm chì lèng. Đồng bây bị phía xa chư mùi khả nạ sọc bìm chì lèng. Rộng nề rì mùi rời nét một rịp ca ao dứt tờ chân bị ca nơi chùm rùm trọ nế sọc đồng bài. Chùm mối ca tờ tùa dọc bọt bằng chìa nì khả nhóm kết thà. Hẹt ở vấy quát trơ ca ở khả nhóm thư đồng nà tờ chùm mối quát. Mà dáng quát nâng khả nhóm thư lọc mên rương chùm mối khả nìa. Mà dáng tiết ca nghe nít chìa ca nghe rộ bọt xong ca nè dô bái. Mình mến chìa ca nghe rộ bọt nìa xe nà tì ca đôi rụp khả nhóm nì tì. Khả nhóm ban trao chanh chìa xâm nô thà. Rư mũi quạt bọc nhầm dược tờ chập nơ krai ong gặp hiếp. Rư mũi quạt chân xâm rộp xâm rùa xa hạ ca thua ca chư mũi khả ní. Bạn nhà xâm khăn để thua ở nhóm tờ tuôn bằng chìa giang chạp nút. Cứ nhóm chân chân liệt chôl mơ rằn ní đài cầm phúng xâm ra nơi môn tì bệt mềm một. Bùa dưỡng trời thua đâm na tam phở chiết lệch phạm phí cạch tam mục môn tì bệt ní. Tàng bì bì để nhóm dược rằn ní một xâm ra bệt ní trong khai tổ la mốc. Nhóm mình đã bàn từ mơ thai tòm niềng lời đời xa cho bà vốn càng nghìa. À xa rách đời nị xa đầy nâng bà phân, ở bục nâng côn, nơi dục thằng ngày bà bốn. Chiên đập rực thằng ngày tị đọc khai về chợ ca chân nàng 1974 rồi chật sập bà muối. Nhóm đếch mình lụa xo, xâm lên sạch miềm, khai xa ra nâng sạch xìm xìm tiết. Bàn dùng lưu con rộng bóng trên bị đàm chơi đầy đọt hông đền nơi khliệt bịp đẹp nhóm bà hai xàm sập mệt.
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹងមានហេតុការណ៍មិនល្អសម្រាប់ខ្ញុំហើយព្រោះតាំងពីធំដឹងក្តីមកខ្ញុំហាក់មានអ្នកតាមថែរក្សាដែលអាចឲ្យខ្ញុំដឹងមុននៅហេតុការណ៍ដែលនឹងកើតនាពេលខាងមុខទាំងល្អទាំងអាក្រក់តាមរយៈនៃការយល់សប្តិឬតាមរយៈសត្វយំឬប្រផ្នូលផ្សេងៗទៀតឡើយ យប់នោះខ្ញុំនឹករនីខ្លាំងណាស់ហើយគិតថារនីអាចឆ្លងទន្លេយប់នេះខ្ញុំដេកមិនលក់សោះហើយក្រោយមកដល់ពីយប់សត្វមិនក្រាន់តែនៅដើមជ្រៃប៉ុណ្ណោះទេដែលយំតែនៅដើមឈើក្រៅបន្ទាយក៏ស្រែកយំគួរឲ្យតក់ស្លុតក្រោយមកដល់ពីយប់ជាពេលដែលរនីចាប់ដើមឈឺពោះឆ្លងទន្លេមកប្រហែលពីរំលងអាធ្រាត្រចូលដល់ថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976ខ្ញុំចេញមកក្រៅផ្ទះ ឃើញភ្លើងហោះចេញពីដើមជ្រៃទៅកន្លែងផ្សេងនិងពីកន្លែងផ្សេងមកដើមជ្រៃវិញសំឡេងសត្វយំកាន់តែកងរំពងខ្លាំងឡើងហាក់ចង់ដាស់តឿនខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងជួបគ្រោះខ្ញុំព្រឺក្បាលកាន់តែខ្លាំងនិងនឹកទៅដល់ភរិយារបស់ខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំមិនសម្រាកទេនិងបន់ឲ្យតែមេឆាប់ភ្លឺខ្ញុំបានពិនិត្យសម្ភារៈរបស់ខ្ញុំឡើងវិញ ដែលកំភ្លើងខ្ញុំបានបញ្ចូលក្របកំភ្លើងខ្លីម៉ាកា59សម្រាប់ក្រវ៉ាត់និងចង្កេះនិងកំភ្លើងខ្លីមួយដើមទៀតម៉ាកា68ដាក់ក្នុងកាបូបស្ពាយរបស់ខ្ញុំកំភ្លើងទាំងពីរដើមបើកសោត្រៀមប្រយុទ្ធហើយស្រេចព្រោះបារម្ភប្រធានយោធាតំបន់បោកខ្ញុំយកទៅចាប់ឬសម្លាប់ក្រៅអង្គភាពម៉ោង ប្រមាណ5ម៉ឺនតនភ្លឺផងប្រធានយោធាតំបន់បានជិះម៉ូតូមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយសួរខ្ញុំថាតើរៀបចំខ្លួនហើយឬនៅយើងចេញដំណើរទាន់ពេលព្រឹកខ្ញុំបានឆ្លើយតបថារួចហើយបងប្រធានយោធាតំបន់បានប្រាប់ខ្ញុំថាសែនឯងជាអ្នកជិះម៉ូតូឌុបខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំគិតពិតជាមិនស្រួលហើយហេតុអីគាត់ឲ្យខ្ញុំជិះម៉ូតូឌុបគាត់ទៅវិញឆ្លៀតពេលមិនទាន់ចេញពីផ្ទះខ្ញុំបានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដេកយកកំភ្លើងចេញ
Bên chi mô tô chanh mọc tam phá lợi nhóm kết thà bà sân mà nẹ nì đọ cầm phá lương phá chung khá nhóm bị khá rối khá nhóm trời phá đuôl mô tô phá liêm đâm bay ở đuôl tàng ọc ní nâng đâm bay cùng ai quát bánh khá nhóm bị khá rối bàn khá nhóm trời chi mô tô ở lươn bà quát bật chìa màn hiện bánh tế nơi bê đài mô tô miên lập bươn lươn nì chạy ca đại khá nhóm kết đâm bay ca phía chì vất nìa bê nụ tài rương bạp ní mất bàn cát làng nìa bê nụ tê. Để nếp bán chiếc nhóm dô ca sau này thàn mùi thà, mùi là hai đại quát ở nhóm chi mô tô đột quát, ai bằng đáng mô bị quát mình tục chặt nhóm, khai nhóm bánh quát bị khói, đối đại nhóm kết từ lưu rụt quát nơi bị khói nhóm đài. Phải chết lệch bàm phí, bị không tuân luôn một mình tì bẹt nơi ảnh nút bất chí lai mê mốt, từ tù rong ca khôi khát dàng khả lắng tăng bị chân nam mùi bọn bàm bồn rời chất sắp, đó chân nam mùi bọn bàm bồn rời chất sắp mùi. Bị đại con tọp Amerik nâng Việt Nam kháng thứ 4, bình chún rốt cọng một bạc bó lờ phơi ní nơi bê đại kế cho chuyên biên Campuchia nìa bê nụ. Đối ní tu trời chi lươn khăn ông chùm ngài phơi chiên 30 km dưỡng trời pra bê bà mát mùi màu. Chành một màu prám bọc đoàn môn tì bét màu chiên pra mùi bật. Bê đoàn môn tì bét nhóm bọt mô tô cho môn tì bét. Bà thiên dô thiên đã bón xuống nhóm thà cho môn tì bét vừa ấy. Nhóm chá lai thà chôn mơ bà bôn khá nhóm bản tích bà quát xâm rạp bét nơi tì nì. Quát thà tài bản tích tê ná bà nhập thua đầm ná toàn bật. Kraoi màu bà mùi bật phép tọa slot bàn cát lang xâm rạp rụp nhóm. Cứ nơ bê đặc nhóm bàn chô đo mần tì bét miền sạch trây đài xâm rạp chế bà chìa mùi phẹ rì dìa khá nhóm bàn xài bạp nhóm thà. Bà ôn bà bôn chá lòng tình lê, ai cốn xa lạp hời. Ai bong bong xin tiết xe rai thà ra ní chú lòng tình lê, ai cốn xe lạp hời. Miền bong xe rai mà nét ba nè dây thà rồi vô tờ na, mình mộng mơ bà bún. Tục ai bà bún chú lòng tình lê ta anh, lạ. Khá nhóm bùm chú lai tọp cho mùi bụi quạt tê, tái prang rốt xâm đai tờ bần túc xâm ra côn đẹp bật thuyết chật. Khá nhóm rung thuyết bạc láng mình khơi nhờ ra ní tê, bụi bẹt bàn bình chú nơi ra ní tờ bần túc xâm ra mùi xin tiết. Nhi sai ở bốc nâng côn khá nhóm bài chìa xâm lăng tờ khơn tì ruộng mùi đài cầm bông hô chiêm chanh tà mọt. Miền xa lạ xa nám nâng chăng khá nóng, bà nâng chung kế, bạ chăng khá nóng nâng miến bà lạ đầy. Nú cư côn nít cát mốc trai bẹt vừa ai rộp bốt bị đáy thay lẹ tờ lơ chung kế.
hái thật lẹ tật đấy, tựa rực bị đấy, mộc đã trao lực rè vinh. Đói khơi con nơ hô chiêm ta mọt nơ lai, nhóm prang srai ở kê chùi sang cổ chi vật con khá nhóm. Nẹ châm ngư chia sạch trầy pram nẹ, bàn chôn mộc chùi mớ, đói cất đầy à nật. Bần tích rai mốc, bà thiên mân tì bết, có bàn chôn mộc đòl. Quát có chia mà nụ lọ mà nẹ, bàn xâm đai nơ ca sọc xa đái, nâng xông ca ạch chia srai chùm nụ cổ pẹt, đại thua ca thuê pro hè. Phở ở miền rương sọc nê ta cam nê kạt làng. Khi nhóm bàn xa nà xong bà thiên mân tì bết, ở chuối rộng chọp cặp đọc bầy khi nhóm dọc xa sọc côn khi nhóm tờ cọp. Bồn tái xa nạp tay bà thiên dô thiên đọc bón xa rai bì mọt phía mọc thà. Mình bạch dọc mọi côn nê tờ cọp luôn anh tê, miền bết dọc tờ cọp hơi. Bếl khơi bà thiên dô thiên đọc bón mọc đó, khi nhóm có bàn xa nà xong tờ cọt, đại bồn bị riêp xa tên tờ phân này thà. Khi nhóm xong ảnh hình nhạt bị bóng đâm bay dọc sọc côn tờ cọp, nâng nơi mơ thai bà bồn khi nhóm đã tớp cho lòng tuần lê. À khô khơ mùi ni chạp đà bằng chênh nơi xa ra chết ở rộng bò vi một hời. Vì mình khốn tài mình chố ruông sau sợ đài nơi cá bắt bóng đọc thông thênh rộng bọc nhóm. Tại vì bài chỉ dốc bê ni một bọc bạc xa mà ra đây khi nhóm tiệt phòng. Châm lại rộng bò vi một càng khi nhóm đọc bốn vi ni dây thà. Chà rắc bụ ạ nụ thôn mình cài bài xo, càng mà sức mà nô sinh chê tà nạc ra. Mật ái mình men cựu bè tê, bà mật ái nữ có à cô ní mình ru làng bình đài. Miên bệt dục mà cô ní tật cọp hơi, mình bạch luôn ái tê. Càng nghe ông cá xong khăn chiên càng nghe bọc cùl. Lư xong đầy bạp ní công hân khá nhóm đá rô riêng bình khá luôn, tại cả ọt mốt cư chơi riêng chăm bạch. Bụt cả đặc nòm cả to xú rung đo bà tê bì bụ ông cá tớp ọ một nút bạp đê ra chà ní. Môn việt đài chanh tới việc bạp khá nhóm thà, khá nhóm tới chăm nơi khẳng kháy đọc bạm đề tì, trời chanh đầm nà. Bạp thiên mình tì phết đến nơi tì nụ đáy xâm đai ca hù chật phóng nâng phây khá lạch phóng, hái cho ruộm ảnh đặt ả sô đọc khá nhóm. Chiều mùi tức nét để sợ mộc mình chụp khá nhóm bàn tiền dô khá mà, bì có khá nhóm để xàm đòi tức nét rộ bọc khá nhóm mục rung sọp côn rộ bọc khá nhóm, hái xa nà xong bạp thiên mình tì phết ở chùi rộ khá đá xó, xô xê ả sô thá, cầm sọt. Đã khá nông côn đọc đọc bầy dược tờ cóp chư mùi nâng côn khá nhóm. Bông nông rộ bọc khá nhóm cứ đã chư mùa côn ní miên chư mùa tha cầm sọt, nâng nghe chầm nằm, hái dương miên ạ xo nơi khá nông đọc bật chật. Khá nhóm mình chấp bạc thà, bà thiên mình tì bê thua tam xâm nông bộ khá nhóm rư có ọt nụ tì. Bà tài bồn màn khai khai mốt, quát có trời bụ ong cá chạp dược tờ xâm lạp đài. Đội nì hỏi, tư khá nhóm mình đăng thà sọc côn rộ bọc nhóm cóp nơi tì nà, bật bà cọt. Bần tòa bì rộng sọp cố nâng bắt đam phát nhà chư mùi bà thiên mân tì bè đồ rụt hải. Khá nhóm bà nhập tờ rộng ràn ní đà cầm bông ăn phá lương nâng nông bần túc mùi tiệt. Tạm bất ràn ní mân bàn khơi mô côn dàng nà nụ tì. Dương chìa bà đầy bà bùn khmênh mơ mô khní dùm đà ca sọc sạ đài sạ nọc. Khá nhóm mân miên kà mà chủ tực phần này tiệt tì. Đà xa kà mà bàn dọc tờ rộng sọp cố tờ hải. Miên đầy ào tiền xong kháng xâm rạp chủ tực phần này đò chư chạp nì. Rạn ní bắt đầu cỏ mà ở khu nhóm tàng khu niếng nơi rộng nghiêng nhỏ nhẹ, bần tọa bị chờ lòng tuần lễ từ bàn bà hái chiêng mùi màu. Xa sắp cốn mần bàn dâu tờ cọp, phẹ rì dế từ chờ lòng tuần lễ, mần bàn nơi mơ thai tòm, tá tùm hôm nay ca chi chạp bồn ná. Tá khu nhóm bàn dâu chân lưu chật khuôn ánh, đảm bấy thua ca nghe thông chiêng cứ rung đọc bà chê chân Campuchia, chênh bì rộ bò bà lấy bùi sát bồn bột. Khi nhóm bánh to đâm nà chỉ mùi bà thiên dô thiên đâm bón tờ không bìm chì lén, sọc bìm chì lén, nìa bê nụ, nâng chì sọc thơ bồn khó mốm, nìa bê nì. Nì chì ca thơ đâm nà đòi bằng khom chật, khăn ông bê đài vì nhiên tiếng ọt nơi chỉ mùi phẹt là dìa đò cầm sót, nâng cá sau sợ đai châm phu côn đại bạch bóng chì vật tờ. Dường bàn thơ đâm nà nâng phơ ca nơi tì nụ mùi giúp nâng mùi bật. Bê rô xíl thang ngày tì đập mũi khai với chất ca chân nằm mùi bọn bàm bùn rồi chất sập bàm mũi. Bụi dương bàn thơ đâm nà tờ lọc một ông gặp hiệp vinh. Khăn ông bê thơ đâm nà khi nhóm bàn chí liệt sân nà xong bà thiên dô thiệt đâm bón xa dịt mấy mà đoàn tiệt. Đâm bấy bàn tờ mơ thay tòm phẹ rì dịa khăn nhóm. Bôn tái xâm nà đọt đài châm lái có đọt đài đài. Bần thám đờ ca ọp rung một lơ khăn nhóm thà khoa chả rắc đạch khát kỳ Khi nhóm khăn khăn nà sư tư tại ọt trò mần bàn, bầm rộng tiền cầm phương bánh à chân rai ní nơi một đông bốt tà cọc, chân lọc phùm xóm nâng phùm đà, đại bề nú miên sắp tay prey khá miên mần nú, sài chầm cá, bà tè xâm bánh đôi bề nì tề. Sắp tay prey khá miên mần nú, sài chầm cá, bà tè xâm bánh đôi bề nì tề.
Bọn tay khi nhóm nơi tại ọt một bàn đảm bầy đặc nôm ca to su muối để khốn bàn mà chắc ca riêng trong cầm lắng chia bàn đài sập ngạt mùi trong nốn ruột một hời. Nâng đề miền mùi trong nốn trời kì chập khốn ruột tờ hời. Để ní cha là na to su trời tại miền chia bàn to mình ai bắt bóng đời xa cầm hăng rồi bọc nhóm bàn lời. Mong bà hè buồn lưng ít mô tô một đòn một mình tì bệt. Khi nhóm chụp mô tô đòi mình đi dây ở vầy tàng ọt. Bước khá nhóm chỉ nẹ chi sạp. Khá nhóm đa chô tớ bẩn tục đài là ràn ní xâm ra. Pì nét khơi nhờ ràn ní hàm mục hàm khuôn. Bẩn tốt bì chá lòng tần lế bàn bà hài xàm xa pram mòng. Đài xà ràn ní chìa kru pết mọp sạp niêng bàn bạp khá nhóm thà. Ách mộc bì pết cài tùm lẹ sốc mần ọ. Bụi dưỡng bàn trâm tài tự phânê. Tài ràn ní hạ răng băng chiên khá nhóm. Nâng dớl bì ca nghe đài khá nhóm trời thư tuộc nhóm một đài prap niên cọt đòi. Nhóm chạy tranh tiền tập này đại ca ả nạch phẹt dĩa nâng phẩm bán tờ xua bà thiên mình tì bết ông bí tì gần lại đại cọp xạ sọp côn nhóm đài. Một đòl ông cập hiếp, nhóm bán dọc rương ni tờ chùm riêng bà thiên nơi dọc bài ông cập hiếp đại cốt chìa một nụ chật bồn mà nẹ nâng miên ở dụ bà hát ở bộ nhóm. Cốt bán ả nạch nhạt ở dọc ra ni tờ chìa bà nơi ông cập hiếp. Quạt bàn dòng đài nơi ca hùa chất châm phùa tung vơ bà thiên dô thịa đồng bòn một lửa khả nhóm. Hai bà khả nhóm thá mà nẹ nít chi ạ đất chào lùi cô nẹ sọc từ lúc ai Việt Cộng nơi tàm bồng đán Campuchia Việt Nam. Đòi bù lì tàm rọc cháp có rốt châu bây to xú chư mùi khả mai khả hóm khả nông ông lòng cho nam mùi bòn bà bùn rời học sập bà bầy. Tớp kê khả lai chi nẹ miên ẩm nái đọ cha khả nông rộ bóp khả mai khả hóm. Bà hát đời xa bà thiên nửa dụng bài ông gặp hiếp bàn bạp tờ quạt thà khá nhóm on chật nâng đời xa dụ tờ chốn khá nông ông gặp hiếp nít thật khá rao bằng chìa khá nhóm tớp thơ ai bà thiên dụ thịa đậm bòn rụp nít chạy chanh bì ông gặp hiếp tăng bì bà lúc ngay tì đậm mũi khai vị trí cá chân nam mùi bòn bà bồn rồi chật sập bà mũi tờ ruột nơi tì bằng chìa ca dụ thịa đậm bòn nơi chầm ca đốn sọc mì mụt để tớp co sàng ruột muốn bê plư bật ngay tì đậm bì khai vị trí cá năm 1976 ខ្ញុំ ប្រញាប់ ចេញ ទៅ មន្ទីរ ពេទ្យ ដើម្បី យក រ៉ានី មក អង្គភាព របស់ ខ្ញុំ ដែល បោះ ទី តាំង នៅ ភូមិ កោះ ថ្ម ឃុំ ទន្លូង ពេល មក ដល់ ក្រឡេក ឃើញ យុទ្ធ មិត្ត ខ្ញុំ បាន ជួយ រៀបចំ បន្ទប់ ជញ្ជាំង ឲ្យ ខ្ញុំ ពួក គាត់ បាន ដឹង ពី រឿង កូន ខ្ញុំ ស្លាប់ និង ភរិយា ខ្ញុំ ឈឺ ពួក គេ បាន ចូល រួម សោក ស្ដាយ និង ការ លំបាក ជាមួយ ប្តី ប្រពន្ធ របស់ ពួក យើង chia xâm nàng lõ để khi ông bàn dọc ra ní mặc áo chmọ bò rán cài tùm lẹ sọc toàn bèl. Bà bùm nụ tế nâng tơ chia cờ là phương, nâng chiến tờ cửa thân nạc đòi chì vật chia mần khàn lời. Khi ông bàn bòng bình phía cách chia xa mây bật bà cót xâm rạp phẹt dìa mùi rụp, để bán lẹ bòn cổ rụp giáng đông bay rụp khi ông, đài chia chôn bì ca mần nẹ. Khi ông rốt bàn ô lõ lõ đông bay đốt cầm đài đài chùm nọt đám hai tha ăn phương. Cảo ích lõng tuần lê ruột. Nơi chân nám mùi bọn bàm bùn rơi chất sập bàm mùi, trời nâng chân nám đầy miên thiệt ạc cả trả chạy nát. Rà ní mân chê phạc xa ra, đại khi nhóm bàn xóm túc chư mùi sạch ảnh nhí nâng tật khâm mùm. Đức nít nhóm trời rôk vì thiệp xóm thân nám tam chà chà nị dây bạp. Khi nhóm khai chi nệ chê phóm thân nám đồng bây sọc gặp hiệp hẹt dì. Sọ các bà rồi bọc nhóm xâm bô đôi phê. Bùa trời phlom phlương đam thân nám đam bái bầm ra hẹt dì. Riêng rõ bức, khăn nông chân lo mong buôn đồng mong pram chiến, khi nhóm trời cao bì bà lâm đồng bây liệp bùn lấy tràm xa rá nâng đốt phương ai bà bùn. Khi nhóm bòm ra ra ni đối bòm ra mặt đài cha, bà hai chiến cần lạc hai, tớ bà rừng đầy rừng trường, tác khi nhóm nơi ta chặt tục thà, phẹ rì dìa khi nhóm nơi xa xay chay nơi lời. Đức nít bàn chì khi nhóm mình bận đài ở niên thư ở vấy, hai khi nhóm có mình tên na chàng ai chào niên đài, tuộc bày chụp ca lộng bá. Tại nít chỉ lực đồng bồn hai đặc trong bàn ở rùa nơi chứa mùi khả nế lươn mùi sạp đá bằng tốt bì riếp cả hời. Bởi đây, bà bồn dưỡng bàn ở rùa nơi chứa mùi khả nế đòi mình sớm miên ca rộng khán vì bộ ông ca đối bì môn lời. Khả nông ông lòng trong khai mạng cả rá chân nàng mùi bồn bàm bồn rồi chật sập bàm bí, phẻ rì dìa khả nhóm chạp đá miên bà tây bùa xa chứa thầm mây, đài chìa cầm nát hôn mà nát côn bà khả nhóm sọp thằng ngày ni. Miên côn được ní mình xa rộp nâng bòm nông rộp bọc nhóm lại, bà rùa mình cù miên côn khăn ông cả lạ tế xạ bạp nít tê. Bà rùa khăn nhóm bàn tìm khuôn rụt hái đám bấy viê bụi bồn bột. Khăn nhóm bàn xâm ra chất chạy bàn lô hai thả, trời ngược cho láng viê rùm lùm bụi bồn bột.
Tại bản hà thật nơi lơ bê vô lý nâng vị thí xa bồn nọ. Bà sân bà miên ca bà dụt cạt làng ta bà bồn khá nhóm đà miên bà tây bù rư côn khá cháy nâng tờ chìa giang ná. Khá nhóm sở lành phẹ dì nâng chăng ai niếng bà nơi rù nơi kà bài khá luôn. Tại khá nhóm mần chăng khơi bà bồn nâng côn khá nhóm miên cửa thân nạ. Nơi bê miên ca bà dụt cạt làng nụ tì. Khá nông ôm lòng khai cùng phẹ chá nam mùi bòn khi nhóm bà nôm phẹt ở dưới khi nhóm vô trả lọc một căn bình tì phẹt dô thịa đầm bón đại miên tì tăng nơi phùm xâm ráo không đá sọc mềm mốt đại chìa cần lại quạt vơ cả vinh. Bài khi nhé lược môn môn trai phụ ông ca chìa nẹ bóng bài. Tại bài khi nhé lược ní khi nhóm chìa nẹ riêng trọng đại khuôn ánh đảm bây triêm lẹ khả nạ vì phụ bà lại phụ sát phụ bột. Xâm nàng lõ miên tây phụ lược ní ra ní mân tránh đôi côn đầm bồn tì nghĩa một sạp hiệp ca nơi dô bài vinh. Bộ ổng cá bằng cán ca cặp xâm lạp bà chí chốn đặc miên ở rửa mục. Trong bộ mục sập hiệp ca ní, nhóm miên chùm rửa bốn xâm lạp chơi rửa cử. Chùm rửa tì mũi, pra công lăng đàn nơi cao bằng chìa nhóm đâm bay vì cán cặp sọc trầm mốn, sọc mì mốt nịch hạt công bông chàm, nâng sọc xôn nguồn khát cỏ chê. Đâm bay thuê chân nôn chìa đâm bọn rùm đó, chiên tư viên đàn đàm phù mà sạp xinh tiệt. Chùm rơ ní ai tu tì bán cứ nâng trai bằng chọc nông thlọc chiêm giang dũ cân lạc khai. Ở vầy nâng trai bằng chọc nìa bê nụ. Chùm rơ tì bí đọc luôn chênh hái riêp trăm ca to su chì thầm ấy. Đại xlong cắt tờ rô ca chùi ô bà thóm bì mật Việt Nam đôi đài xâm đách bè nô rô đông xây hà nụ thlọc bàn thơ ca bì chá ná mùi poan pram bồn rối chật sập. Chùm rơ tì bấy mần thơ ở vầy tiếng ơ hái tốc ai bụa bồn bồn chạp dọc tờ xâm lạp. Chùm rơ tì bốn, cứ thơ á tạc khiết bằng chọc chì vật đại khuôn ảnh. Khả nhóm xâm rạch chơi rơ dọc chùm rơ tì bì, đại ca xâm rạch bẹp ní, bàn thơ làng nơi giúp ngay tì đọc phạm phí, khai mị thổ ná, chân nam mùi bọn phạm bồn rơi chất sập phạm phí, nơi vọt đồng bái, sọc đồng bái, bê bằng chọc vẹn nơi dô bái nơi tì nút, đại ông cá hai tờ riêng rơi dạ bê chiêng mùi khai cần lòng một. Nhóm chùa bà ni trong cái rối nơi dục thằng ngày tì đập rộng bấy khai bị thổ ná chân nam mùi bọn bà bồn rồi chất sập rộng bì. Bần tòa bì chánh bì xa la nơi dục bái nơi sạc rộng bái. Cứ môn bê đặc nhóm chánh đặc nôm ca to xú vì bồn bốt tại bì thằng ngày bồn nọ. Tuộc nhóm bàn xâm ra chất ở rùi hai gọt đáy. Tại nhóm mân nì dây bà bà ni nụ tì. Cả đặc nhóm mân nì dây bà mân mến miên nây thà nhóm mân tục chất phẹt dìa nhóm nụ tì. Tại ở với đa xâm khán cứ khi nhóm mình chẳng khơi tập này ở đây hồ thật lẽ mốc, mình chẳng ai niên từ tùa rộng nơi ca vì bà hà kháng phơi chất phá liêm phá liêm, xâm rạp rương mùi đài mình toán bàn cát làng nụ tì. Khi nhóm chẳng ô bần lại nơi sẽ đầy sọc rộng bỏ niên môn phê để tục sau bàn chô mộc đòn. Đối ní xôn bay thật nhóm lìa niên chênh mốc có khi nhóm mình xâm rộng tập này ở niên khơi đài. Thằng ngày tì mập thấy khai mỹ thôn na chân năng mùi bòn chỉ thằng ngày đại lộng bạc bóng phót xâm rạp khả nhóm. Nú cư chỉ thằng ngày đại khả nhóm chạp đàm dược chi vứt phơ đàm tuấn, đàm bấy đặc nôm cho là na to su xong cửa chi vứt bà chìa chùn. Khả nhóm bàn chạp đàm chỉ mối ca bằng chìa ai còn tốp bạc chuồng rục sở. Đại miên sở bảo mán chìa mùi bọn thắng, tiền sở xái nâng sở đầm náp, đại sọc túc chùn ong ca chìa dù mực hời. Ai còn tốp si tai bọc bó chết mùi chân nam hời. Đảm bầy ở con tốp dốt bốc tự đảm bài xì. Châm nói chạp đám vì ông cá chia châm hó cứ chạp đám vì châm nói đi hài. Bọn tốp bị phiếp mừng mắt nông ca bằng chìa con tốp. Mong bà hài lp rồi xíl. Nhóm ông quý xa xê lý khách phá nhà ở răn ní phẹ rì dịa nhóm. Nơi lừa cực đá bà phết xì mong chìa mùi nâng bịch. Tực phần này nhóm chạp sọ tờ lừa cực đá rùi sạch tờ hài. Bánh hà đài lộng bà bóng phót nìa bê nút. Ta trở prap ra nì thạc nhóm nơi tì ná. Bước mình ở với chấp mạc tê xâm rạp chì vứt nì bê nụ. Công phúng xa xê lì khật. Rư xa xê lì khật hái trở kê bánh xâm lát. Rư xa xê lì khật hái trở thua ca bà dụt xlạp rú. Rư bây mong môn nâng tư tư khẳng cá. Ta bây mong cà rói trở nơi tư khẳng lệch vĩnh. Nơi khăn ông lì khật ní mân miên ca chạm bạch đâm bây bóng cóp nây gom oi ong ca đăng nụ tê. Rùa dương bàn chênh một bà chàng ong cá đau châm hò hời. Tại rương đài lũng bá, ta trai prap prapun tha dương nơi tì ná, nơi bê niếng an xâm bọt ni. Nơi tì bông phót khiêm pra bia tha, một đò là ràn ní prapun đò công sọt rộ bọc bòn. Nơi bê đè ôn an lịch hạt ní, rút bóng nơi sàn chàng ngái rà hốt đò rút bòn mặt đăng tha, khuôn ái nơi gần lại nà phòng tì.
នៅក្នុងលិខិតខ្ញុំបានរៀបរាប់ច្រើននៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតប្តីប្រពន្ធយើងទាំងពីរខ្ញុំក៏បានសុំការយោគយល់ពីនាងនៅការដែលខ្ញុំមិនបានប្រាប់រឿងពិតដល់នាងមុនការបែកគ្នានេះសម្បត់មួយច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការប្រើពាក្យថាលីហើយលីដើម្បីជួបវិញដែលគ្មានពេលកំណត់នេះជាពាក្យដែលបង្កប់ន័យមានសង្ឃឹមផងនិងអស់សង្ឃឹមផង យើងមិនអាចនិយាយថាខែក្រោយឬឆ្នាំក្រោយជួបគ្នាបានទេព្រោះគ្មានអ្វីច្បាស់លាស់ទេសម្រាប់សភាពការនីពេលនោះខ្ញុំស្លាប់ឬរ៉ានីស្លាប់ការតស៊ូត្រូវជួបនឹងបរាជ័យលក្ខលិខិតមួយច្បាប់នេះត្រូវបានចំណាយពេលប្រមាណ2ម៉ោងជាមួយនឹងទឹកភ្នែកហូរស្រក់មិនឈប់រហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រវាំងភ្នែកនៅប្រហែលម៉ោង 4 ល្ងាចខ្ញុំបានប្រកូលលិខិតនិងសំភារៈមួយចំនួនតាមរយៈនារសាខ្ញុំឈ្មោះនឿន ដែលពេលនេះជាឧត្តមសេនីយ៍នៅបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈដើម្បីបញ្ជូនឲ្យភរិយាខ្ញុំបន្ទាប់ពីបានប្រគល់សម្ភារៈដល់នឿនរួចហើយខ្ញុំក៏សម្រាកលងលក់ដើម្បីរងចាំមិត្តភក្តិខ្ញុំ4នាក់ទៀតខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងម៉ោង 8 យប់ទៅហើយខ្ញុំក្រោកអង្គុយយកដែកកេះដុតចង្កៀងប្រេងកាតពេលចង្កៀងឆេះស្រាប់តែមានសម្លេងមនុស្សស្រែកចេញពីដើមជ្រៃដែលមានខ្ទមអ្នកតានៅនឹងគល់នឹង ដែលនៅឃ្លាតពីផ្ទះខ្ញុំប្រហែល30ម៉ែត្រសម្លេងមនុស្សប្រុសវ័យចំណាស់ស្រែកខ្លាំងៗថាចេញភ្លាមទៅចេញឲ្យឆាប់ស្រែកច្រើនដងនិងខ្លាំងៗស្ទើរតែបែកក្រដាសត្រជាបន្ទាប់ពីសម្លេងស្រែកចប់ភ្លើងចម្រុះពណ៌បានមករុំខ្លួនខ្ញុំជុំជិតខ្ញុំស្រែកស្ទើរភ្លាត់សម្លេងឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅចូលមកជួយនៅពេលយុទ្ធជនបីនាក់ចូលមកដល់ខ្ញុំសួរពួកគេថាតើអ្នកណាស្រែក ហើយមានឃើញភ្លើងក្នុងផ្ទះឬទេពួកគេទាំងបីនាក់បានឆ្លើយស្រុកគ្នាថាមិនឮនិងមិនឃើញអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំព្រឺក្បាលហើយគិតក្នុងចិត្តថាបារមីតាមថែទាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំចាកចេញហើយកប់ជួនពេលនោះមិត្តខ្ញុំ4នាក់បានមកដល់ព្រមគ្នាដែលមានឈ្មោះ1នុចថនពីរញឹកហ៊ួន3សនសាញ់និង4វ៉ាប៉ៅអាន ពួកយើងបានចាកចេញនៅម៉ោង9យប់តាមផ្លូវសម្ងាត់មួយដែលមិនអោយកងទ័ពក្នុងបន្ទាយដឹងថាយើងទៅណាយើងបានចាកចេញដោយការឈឺចាប់ជាមួយនឹងទឹកភ្នែករាប់ម៉ឺនរាប់សែនលានដំណក់តែទឹកភ្នែកនិងការឈឺចាប់នេះហើយដែលបានពង្រឹងស្មារតីខ្ញុំឲ្យប្រឹងតស៊ូដើម្បីការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាងាកទៅនិយាយពីរ៉ានីវិញ ទុកស្រីប្តីប្រតបានចាប់ផ្ដើមលើជីវិតនាងនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1975នៅពេលដែលនាងបានទទួលលិខិតរបស់ខ្ញុំតាមរយៈនឿនដែលជាយុទ្ធជនដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់របស់ខ្ញុំរ៉ានីបានក្លាយជាស្ត្រីមេម៉ាយក្នុងពេលនោះដែរអាស្រ័យដោយពួកប៉ុលពតបានប្រកាសថាពួកគេបានបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1975 នៅក្បែរព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមការប្រកាសរបស់ពួកខ្មែរក្រហមថាខ្ញុំស្លាប់គឺដើម្បីកាត់បន្ថយនៅស្មារតីប្រឆាំងអង្គការពីសំណាក់កម្មាភិបាលយុទ្ធជននៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្ញុំនិងអង្គភាពផ្សេងទៀតដែលកំពុងកើនឡើងតែការប្រកាសថាខ្ញុំស្លាប់ក៏បានជួយសម្រួលដល់រានីមួយផ្នែកពីការតាមដានរបស់ថ្នាក់ក្រោមខ្មែរក្រហមផងដែរព្រោះបបប្តីស្លាប់ទៅហើយគ្មានហេតុផលអ្វីត្រូវតាមដានប្រពន្ធតទៅទៀតទេ លើកលែងតែមេដឹកនាំមួយចំនួនដែលដឹងរឿងពិតថាខ្ញុំនៅរស់ពិសេសប្រធានយោធាតំបន់ដែលធ្លាប់ធ្វើបាបខ្ញុំកាលពីពេលមុនថ្ងៃទី 20 ខែតុលាឆ្នាំ1977ភរិយាខ្ញុំបានឆ្លងទន្លេបានកូនប្រុសគឺហ៊ុនម៉ាណែតនាពេលនោះក៏ដោយកាលពីយប់ថ្ងៃទី 9 ឆ្លងចូលដល់ថ្ងៃទី 10 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976ដែរ នាយប់ថ្ងៃ 19 ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី 20 ខែតុលាឆ្នាំ 1977 ខ្ញុំដេកមិនលក់ដូចគ្នាពេលនោះខ្ញុំដេកយំរហូតសនសាញ់មកធ្វើសរសៃឲ្យខ្ញុំដែលខ្ញុំបានប្រាប់សនសាញ់ថារ៉ានីអាចឆ្លងទន្លេយប់នេះព្រោះកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏ដេកមិនលក់ដូចគ្នាពេលដែលរ៉ានីឆ្លងទន្លេកូនដំបូង ពិតដូចជាការគិតរបស់ខ្ញុំហើយពិតជាចំណងលោហិតរត់រកគ្នាមែនគឺនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ 1977 ឆ្លៀតពេលដែលវៀតណាមប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនវាយបកទៅលើការឈ្លានពានរបស់ពួកប៉ុលពតដែលវាយចូលទៅសម្លាប់មនុស្សដុតផ្ទះសម្បែង
bom plan trop sam bat khnong tuk day Việt Nam chap bong khom oy Việt Nam pra sat ka pi khluon vey bok te puok pol pot veng pe nu khnyom chol te srok me mot nang chol te pinit neu montri pet yothia dambon dae trou ban puok pol pot chumlieh cheng tang pi khae vichaka chnam 1977 pruoh montri pet ni neu mon chngai pi prom dae nu te pe chol te pinit khnong pteah dae rani snak neu khơi nơi sọt khnai nâng xếp hơi đà ra ní xa xê âm pi vị chìa bẹt. Tại nơi tùm bò kháng miên à xo xa xê pi khmai đáy đà xa xê thà. Mà nét kết nơi mong pra mùi prất ngay tì mà phấy khai tụ lá chân nam mùi bòn pra bùn rơi chật sập pram pi tùm ngốn bay kì lô pi khám. Tại mần mên chi à xo ra ní xa xê khluôn anh tì cư nơi ri bẹt mà nẹ tiết chui xa xê. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bạn bằng cách nơi ca lục bạc ở rà ní, bố môn ní rà ní bà đầy xa lạp. Tại bên ní, rà ní chìa bà bốn rà bò chôn cơ bọt. Sự trầy mềm mại để miễn bà đầy xa lạp đời xa bà thiên xoan tế sốc đồng bón chạp dọc tờ xâm lạp. Trời bàn xâm ra côn bàn tòa bì bà thiên xoan tế sốc đồng bón trời kịp bàn xâm lạp. Đời xa cót bàn xâm lạp bà thiên còn vừa rẽ xa nà thô mùi rụp. Đà ní chìa rương bìl xì bìl rà bò bụ Bộ kế bàn tùm lẽ cộng hóa ai bà thiên xoan thị sọc thà chìa mô nụ cơ bót đã bàn xâm lập đầy rập bò sạch trầy mềm mại tiền nì. Đối ní sạch trầy mềm mại để miền bà đầy xa lập hạ bàn tựa tùa ca sẵn đọc khlạc lạc bì bù ong ca. Xâm rạp ra ní khâu bì kê nơi trăng miền bà đầy nơi rút hai cầm phung đất nôm cầm lăng to xú vì bù ong ca tiệt phòng. Ra ní trời rôn nơi ca bà mát bì bù ong ca vì xếp bì bà thiên dô thị đầm bón đã chìa mô nụ khô khớ cù ở khlạc. Phải đại diện nâng côn bộ nhóm ru nơi thua ca đa ca lộng bá, nông niêm chi phải đại diện nâng côn rộ bò chun cơ bọt rộ bò ong cá, bà lái bùi xa. Quát bay côn pi gần lại muối, tơ can gần lại muối, tam tài bằng chi rộ bò ong cá. Ở các lọ bàn mộc đó, xâm rạp cho là nà tò xù rộ bò nhóm, có đôi chi phải đại diện nhóm nút, cứ nơi pê đại con tòa bút đò tư rộ bò cài bốc, nâng con tòa bút nơi rạc đầy rộ bò tầm mốc, bán chôn một bằng cà phù một hiệp bộ biệt tử. Và thiền dô thiệt đồng bón đa chìa một nụ khổ khớ, nâng đa chìa một nụ xa mọt trọng bằng phót rồi bỏ ổng cá. Hồi để bán chắp con tuộc nông ổng gặp hiệp nhóm dọc tờ xâm lập ở dạng trà nút. Có trái phụ một phì ổ đo tư nâng nê rạc đầy tư chắp dọc tờ xâm lập tàng phá đầy bà phốn dạng về tình nì phòng đài. Chliệt bề để phụ ổng ca vì khi này ảnh, nâng ca ngược làng tò xu rồi bọc con tòa nâng bà chìa chân nơi phù mập hiệp bộ phía tứ đã đặt nôm đòi xâm đạch hình xâm rấn, xâm đạch chìa xím nơi thay tìm mà phây pram khai ủ sập hiệp chân nàng mùi bọn pram bồn rồi chật sập pram bấy. Ở các nơi cho là nà tò xu rồi bọc nhóm, miền căn tài trán đọng bây chiên chú bút tờ rộp chục chày. Xâm rạp ra ní có đôi khi này, chliệt bề để phụ mê đặt nôm nơi đ nâng mùi chùm nuốt ngớp làng bạp bào bà chàng bồn bốt. Phải đại dìa, các nhóm bà nôm côn tập phung công nát ở rộng ở phục mặt đài. Về nút mà nay, côn bà các nhóm miễn ở dụ bà hai bà bây khai hời. Kê miễn chị đôn chị ta ở phục thông mặt đài miễn. Bồn bà ồn chị đôn muối, rôn nơi chì muối nâng chùi mơ thai tòm. Tù tử tì nà có đói, nghe bê nút có phụ bồn bốt mình bà đo dịch đầy sọc áo đài. Cầm cửa xa kháng phẹt riêng khá nhóm chìa tràn nét trở bàn xâm lập nâng miên mùi cửa xa xlập tiền ọt tay mà đòn. Cả bằng cạp càng tật hồn thường ngó, ở bụng mặt đài khá mê khá nhóm bàn nôm côn côn nâng cháy cháy. Chô lẹ khá luôn nơi khá nông bấy khá nông ổng lòng khai xảy há chá nàng mùi phoan phạm bồn rối chất sập phạm bầy. Đại xa bóng xảy nâng bóng phá rộ bọc phẹt riêng khá nhóm miên côn xót tay xảy 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 m Tạm ca rịp rộp rộp bọc phẹt rịp nhóm bà này đang thà nơi khá nông đồng nạ ca này ca rút nơi đo lộng bạc nơi khá nông bầy ní. Ở bốc mê rộp bọc nhóm cư chìa nẹ thà tòm chai bọc đo công sọt mùi ní. Về lời rột kịch bì ca tạm bánh xâm lập mà đón phi xâm nạp bụi bồn bốt. Quát mặt đài phát lịch nôm tờ chìa muối nơi xong phê rẽ xâm rạp chai rộp bọc quạt tì.
Tới đó gần lại, sự vật tập hiệp thông mấy, cách cả đại quát trời thơ môn kia, cứ riêng trong ông rừng ở chạy đề. Cả rụt nơi khăn ông bầy, tiếng cá phê khá lại xì ọt xì khá liến, nâng cá rụt luôn kết chênh vì cá tạm cặp xâm lập rồi bỏ bộ Pol Pot. Bạn bắn to rồi hốt đọc ngay chạy chùm nè phạm phì mạng cá rá cho năm 1974. Đại diệt tháng ngày, đù là rồi lốm nơi rồi bỏ bỏ lại bụi xa Pol Pot, nâng diệt tháng ngày nơi cá rụt lang với rồi bỏ chết nâng bỏ dịch chân Campuchia. Nhóm số mình chạy chung thả, ở đây đặc nhóm sở xe riêng rộp ông bì phẹt đề dịch nhóm nâng côn khá nhóm. Cảm ơn tháng ngày tìm mà phê mỹ thuật nà mùi bọn 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 rồi chất sắp bọn bí. Đại dịch tháng ngày bài khá nê rồi hốt đó tháng ngày chụp khá nê tháng ngày tìm mà phê bốn khai cùng phép. Chân nà mùi bọn 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 rồi chất sắp bọn bốn. Cứ bàn mô bì ca riêng rộp rộp bọn phẹt đề dịch nhóm tay bọn nọ. Bộ tăng bị phê bài khá nê nê tháng ngày tìm mà phê khai mỹ thuật nà chân nà mùi một đó phê bàn chụp khía vĩnh, các nhóm mình đã bàn tự tù bỏ ra miễn bị phẹt ra dưới các nhóm tì. Hai bà sân chỉ tự tù bàn vĩnh sau tay bình chạy thả phẹt ra dưới các nhóm bàn xa lạp tự hời. Bần tốt bì rung đọc bà tế chênh phốt bì rộ bò Pol Pot nơi tháng ngày tì bàm bì khai mạng cà ra chân nằm 1974. Rất thà phì bàn thầm mây muối tự bàn bằng cát lãng nơi đại miền chung một tháng, các ông bậc xa bởi chí chôn bạc đề vọt Campuchia đã khăn ông núc nhóm trai bàn tay anh tăng chí rắt mần trai ca bỏ rớt khăn ông vây mần toàn cực mập hay bàm bì chân nằm phòng. Đại ai nhìn dây bàn tháng chí rắt mần trai ca bỏ rớt đã vây khăn mình chiến kế lưu bị phục lục này. Bần tòa bị bàn một bóng bánh ca nghe nơi tì các ông phân bánh nâng đòi mần ách phai rõ khớn rứ miền bò rà miền bị phẹt rì dây khăn nhóm càng đẹp vừa ở chứa từ lớp bò rà miền đại bàn chạy thà phải ở dưới nhóm bàn xa lạp tờ hời. Các rung đọc bà tế chênh phát bì rộ bò Pol Pot cư chìa ca rì rì tại vì mình bàn bàn chọc nơi tập nế rộ bọc nhóm nơi lời. Nhóm bàn khơi thân nạc đặc nôm xe tiết khăn ông chua thân nạc đặc nôm rộp tha phí bán bàn chụp chung bà bồn cồn. Nhóm chô rùm sập bài rì rì bần tái miên tạc nhóm mà nẹ cốt đà nơi xâm rộ tập nế mặt đăng thà bà bồn xa lạp rứ rù. Bùng miên đầm năng toàn tại sao, mình thà tại phẹt rì dìa khá nhóm tế, xông bay tại bò rà miên phì ở phúc mặt đài khá mế, bòn thà lại và ôn thà lại có mình miên bò rà miên đài, cứ bạc mùi phút tại mặt đòn. Vì nút thân nạc đất nòm mùi chùm nuốt ban hai khá nhóm thà, chìa mình trái bùa mài. Nì dây bì phẹt rì dìa khá nhóm, quạt bàn tổ tuốt bò rà miên thà, khá nhóm nơ ruộng nâng miên thân nạc chìa rọt mình trái phóng. Tại đám bây sự vật tập hiếp tiền phẹt dịa khá nhóm nâng cổng cửa xá mình toàn bằng hành khá luôn nơi lời. Hai co mình toàn vừa trở lọc tập hùm cầm nát vinh đài, bùa sập hiếp cá nơi trở bộ trở bò khá lăng nạ. Vụ quát sọc chất đê tam viên sải, cà rộng đàm chớ nâng đà rơ cua sở rớ nơi sọc tập bồn khá mốm đám bây chỉ vật. Kết trâm khai cùng phẹt chân nàng 1974 mà nay cùng bảo hợp bọc khá nhóm miên kế chế đá, chế hào mái, dĩ, tá, ống, bù miến. Tái kế mình chế hào phục tì, bù kế mình miên ở phúc hào nâng kì. Bê thang ấy kế đá nâng viên liền, tạm lưu xa rái chư muối nâng ca mơ thái vì chị ta rộ bọc kì. Nơi bế đài mặt đài kế tờ rớt cua xa rừng. Xâm rạp nẹ đài mặt xa rùa xa ní bàn xâm khoa thà, ràn ní chế mì mai côn mùi. Ở đây chưa rõt mặt trời, ai bà phôn nâng cốt để tạm bấy nâng viên xa rái, vì hạt đôi chia ca chào lòng ngùng. Tại bà mơ ở xì châm rứ, cứ vì bàn bằng hai nâng ca chơi liêu vây mũi đã khi ông tay chặt tục thả. Rà ní miền bà nhà cực cỏn đâm bây cho lòng cách nâu ca lùm bạc ní tăng vì bế đã khi ông khliết chạy vì niên tới nìa thằng ngày tì mà phấy khai mỹ thuật nát cho nắm mùi bọn bà bùn rối chất sắp bàm phí một mà lệ. Cả mình miễn đầm nâng dàng dũ rồi hốt chất bì khai được chứ nét bàn chào chìa xâm nùa dàng chả án xâm rạp khả nhóm. Thả ta ra ní nơi rút rư xa lạp. Bỏ xa lạp ta niên xa lạp nơi tì ná. Xa lạp đòi chùm ngữ rư xa lạp đòi kê dọc tờ xâm lạp. Bà xanh bà quạt xa lạp ta xa lạp môn phê xâm ra côn rư có xa lạp tàng miên phá tây phú. Bà xanh xa lạp cà rồi xâm ra côn ta côn khả nhóm nơi rút rư có xa lạp. Bà xanh bà rùa ta côn ní bà rư xây nâng cầm phung nơi tì ná. Là xâm nua chạy sẻ đài xâm nua tiền nếp bằng cách ở miễn ca chư chạp nâng tực nề hồ một chìa riêng rồi dục thang ngay xâm rạp rụt nhầm. Bà hai bẹ cảnh đà khai cùng phẹt chân nàng 1974 khá
nhóm vô sắp khơi ra ní nơi mặt hàng Prec đã khăn đòi tự chữ. Còn đàn Prec đã ra ní nơi trai mặt hàng nơi khôn rô ca khăn áo sọc công nạc rô bọt niên. Ai khá nhóm nơi trai kháng khung chùm ní sọc cổ chá má đã miễn tí tăng xa la riêng để niên thơ lộp riêng bị khám mình. Khá nhóm công phung tờ rộng tuốt đâm bây chá lòn tờ rộng niên sắp tà niên lê ca rô la ứng đạch vô sắp ọ. Nhóm cơ rộng là ông cố dung nâng mạnh ai xa phai nhu lpi ca dô sọp nịt bàn đài. Lần nghiệp tháng ngày tì mà phây buôn khai cùng phẹ chân nàm mùi phoan pram buôn rồi chất sập pram buôn. Về lúc nhóm công phong thư phương ca nơi cơ xuống ca bò rợt tế, xa rạp tài rọt mạng trầy cơ xuống sốc khá phị bá, nụ bến. Bàn chi hợp dân tự đó hai pháp nhóm thà, pháp buôn cố nâng phô ôn xa rây nhóm, mộc đón phía hời. Lưu quạt bạp đôi chân này khá nhóm mình chưa tài mạ đòn, bù rừng ní thlọp kết vì lực rùi mọc hời. Lực tì muối nơi bà tẹc nhóm nơi các bài bị miền ai kỳ riêng. Miền xa rây chùm nạc mà nét bàn đà chôl mọc tẹc nhóm. Về cổ lịch hướng quạt nhóm có xua thà, ôm xa rây anh chương tên ná. Quạt bàn xa lai đà ca cua xóm thà, mọc rộng tà rọt bằng trái ca bò rợt tì. Quạt bạp bằng thai em thà, quạt chìa bà bốn rộ bọt tà rọt bằng trái ca bò rợt tì. Quát ai khá nhóm tờ hàng bà đầy quát mộc chuộp chú mùi quát. Lư đồ chân nét khá nhóm có châm riêng quát thà. Khá nhóm nâng hái chia rọt bằng trái ca bò rợt tê. Quát bằng hà nhạc ca rạng ngương chân ngol. Tái ca rao ca phần dô thà, còn tại chú mùi đôi khá ní. Quát có lia chanh tử. Tái môn nâng quát chanh tử khá nhóm ban ai nhạc ca phía tờ dọc chạy sáng áo pra hà l pram phá chun tờ quát. Về nụ rộ bọc nhóm miền sẽ biến tại đọc pra mùi kì lô tê, cư ông có đọc kì lô nâng bốt pra mùi kì lô. Về tờ tù tiên mần kron, nhóm tờ cặp chê kào bí tía dụng một sáng áo rư lia chì mùi ông có đảm bài. Nhóm mần bàn anh chương quạt chôl khăn bí tía tê, đòi khăn bí tía cắt đáy hái thông khăn ạ krọ, nâng mần miền sẵn lóng rư cao ấy ông côi tê. Bước nhóm tờ rư chanh bí đầm nạ chán, bí hạ bà rộng rư chô vén một nơi bí tía nít bàn tại bay tháng ngày bần nọ. Sau một trẻ thà, cậu thằng ngày rộng đọc bàm bì mạng cà ràng mùi bọn bàm bồn rồi chất sập bàm bốn, thân nạc đặc nôm xâm khăn tiếng ốc, trời nơi chung khăn nếc khăn ông bà rì cho vén đâm bây nghỉ sửu lạc kà bìa. Bà hài bì sạp bà đà cậu tướp ai ở đông văn xón, đà chia bà thiên cân nạc chặt tăng bạc, nâng chia lê khá bạc cà rộng phânông bình nếp bê nút riêp trong rượu bà tế ai mùi mà nè. Đà khá nhóm nơi bà tế sập thằng ngày cho bà tế xâm đạch hình xâm rình. Cả phần trở lắm bàn cao lãng chỉ lực tỷ bì, cứ nơi tì sẽ đầy cao cao xuống cao bò rợt tế. Miền sát trái mà nhẹ tiết bàn tờ rộp đầy cốt, đầy cốt bạp thà, cốt chìa bạp bốn rợt mần trái cao bò rợt tế cho mùa sàn. Cốt bàn xong ở nhóm nôm cốt tờ chuộp đầy cốt. Nhóm bàn nị dây dàng sụp hiếp tờ can cốt thà nẹ mình, nhóm nâng hái chìa rợt mần trái cao bò rợt tế. Bà ơi, lăng chiên cao bà phần lương tờ tiết, cốt sài chê nhóm thà, hiện bằng lòng khốn chia rớt mình trái phòng. Quát xa rai lô la và áo một nút bình cửa xuông, đòi mình chóng tọp to chừng mùi quát, nhóm bán bạc thuyền lán bạc chanh mọc tay mà nè anh. Chào nè bạc bó nâng ong cà rẹ. Xong tố nè mình, bà sân bà nè mình nơi rúa, hai khơi ạ tạ bọt nít xông công khăn, bụng mà nông mà nè đài nè mình chê tha ạc mình chơi lưới. Hiện bằng lòng khốn chia rớt mình trái cứ chia rớt mình trái bật. Rì ai bà đây rộp bò nẹ mến, còn tài miên chú mô sàn đôi khá nhóm tài bò nọc. Đại xa tài miên rương cát làng nơi ca phòn trở lòng bà hốt bí đoàn giang đôi chân này. Từ khá nhóm mần chư lừa ca práp rộp bò rọt mần trầy nụ bến thà, bà bồn côn khá nhóm đọt tè. Tài bê nút mong bà màn chất pram lần nghị tờ hỡi, khá nhóm có trở lọc mộc tè. Bật chìa rùm phơp chất khá lăng nà. Bê cho bì lơ lán, cơ lê khơi nhà ràn ní, xì nát bà ôn sợi khá nhóm, nâng khá mến bà mần nè. Rà ní bạp khá nhóm tèng tập này thà, ní hái chìa côn bà rộp bò dường. Khá nhóm khom tờ chạp côn, tài côn ní bài chìa rốt kích, hái xa rạch dùng thà, ọt tê bù, nâng rốt tờ ao bạc đài rộp bò kê tờ bình. Mà nét bàn hà khá nhóm thà bú rồi dạ bèl bì khai, nơi bèl đèl mà nét bòm hà khá nhóm thà búc, khá nhóm mê nà rương ạ cò xa là cạt làng chìa thamay mà đòn tiệt. Nước cư phẹ đại diệt nhóm rồ lụt côn đòi xa ca dùa tức bị krong bà tía lăng tờ lửa bà tía. Đại ca nghiên nít nhóm thọt phơ bì môn mộc. Tái đòi bà nhập tờ thơ cá cứ mệnh bàn đòn tức bị krong dọc mộc lửa bà tía. Phẹ đại diệt nhóm trời thơ đòi khuôn ảnh. Đại chỉ mù là hẹt nòm ở côn nít rồ lụt tay mà đòn. Nơi phân nông bình bê nút miên tức mà xin pra pra đôi bê nì tì. Dưỡng trời rộng thông tức ô tức bì tình lễ mộc đạp biên ống nơi krong bà tía.
ហើយទើបយកប៉ោតរែកឬក៏យួរឡើងទៅលើផ្ទះបងប្អូនអ្នកអានដែលបានអានពីខាងលើមកបានឃើញនៅចំណុចតាក់ទងដល់ឪពុកក្មេកខ្ញុំដែលមើលថែទាំម្ដាយជាចៅប្រុសទី 1 របស់គាត់តែជិត40ឆ្នាំកន្លងមកនេះគាត់មិនដែលបង្ហាញខ្លួនជាមួយម្ដាយក្មេកខ្ញុំនិងក្នុងគ្រួសារនេះទេតើគាត់ទៅណា គ្រួសាររបស់ខ្ញុំពិតជាបាត់បង់ធំធេងណាស់ក្រៅពីបាត់បង់កូនក្នុងរបបប៉ុលពតនិងក្រោយរបបប៉ុលពតយើងនៅបាត់បង់ឪពុកក្មេកដែលជាឪពុកបង្កើតរបស់ភរិយាខ្ញុំនិងជាជីតារបស់កូនកូនខ្ញុំទៀតផងសោកនាដកម្មបានកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1906នោះគឺពួកប៉ុលពតបានទៅបាញ់សម្លាប់គាត់ដល់លើផ្ទះនៅភូមិរកាខ្នោឃុំរកាខ្នោ ស្រុកក្រូចឆ្មាតែម្ដងគាត់ទទួលមរណភាពយ៉ាងវេទនាដោយពុំមានកូនចៅទៅតន់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់ឡើយអាចចោទជាសំណួរមកកាន់ខ្ញុំថាហេតុអ្វីមិនយកគាត់មកនៅភ្នំពេញជាមួយខ្ញុំនិងភរិយាខិតខំជាមួយឪពុកម្ដាយក្មេកខ្ញុំដោយអញ្ជើញគាត់មកនៅភ្នំពេញជាមួយតែគាត់បានផ្ដល់ហេតុផលថានៅភ្នំពេញមានកូនតែម្នាក់ចំណែកឯនៅស្រុកមានកូនដល់ទៅ3នាក់ មានដីមានផ្ទះត្រូវបង្កបង្កើនផលនិងថែទាំផ្ទះសំបែងដែលជាកន្លែងរស់នៅតាំងពីដូនតាទោះបីជាមានហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលមិនអាចការពារជីវិតរបស់ឪពុកក្មេកបានក្នុងពេលដែលខ្លួនស្ថិតក្នុងដំណែងដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំសរសេរនាពេលនេះបន្ទាប់ពីសភាពការបានកន្លងហួសជាង40ឆ្នាំ ពីក្រុមមុំកំឡោះមកជាជីដូនជីតាដែលមានចៅរហូតមក20នាក់និងមួយចំនួនពេញកំឡោះពេញក្រុមមុំចូលសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យរួចទៅហើយនេះហើយដែលហៅថាគូព្រេងមិនព្រាត់អត្ថបទនេះអាចនៅមានបន្ថែមឬកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតខ្លះទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាមានការចាំបាច់បន្ថែមឬកែលម្អ សង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះនឹងបានជាជំនួយស្មារតីសម្រាប់អ្នកដែលចង់យល់ដឹងនៃដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងភរិយាសូមអរគុណ